coi hiện được thông báo chưa. Mấy cái cây này, like. Bà Linh đưa em cái điện thoại bà Linh. Hello, xin chào tất cả các chị yêu của em. Các chị ơi, ai đang coi like các chị ơi? Ai đang coi like vào like ha. Anh coi like vào like cho em anh một cái bình luận nha. Ủa cái máy này bắt là gì? À rồi rồi nhớ. Cái dòng này làm cho khách chưa? Làm cho thấy mở ra thấy có cái hình này. À có cái đơn dòng của chị Hồng Cấm Trương Thị á, đổi thành cái dây thun cho chị nha. Làm thành dây thun cho chị nha. Hello, xin chào tất cả các chị yêu của em. Các chị ơi, ai đang coi like? Hôm nay lên sớm xíu. Hôm nay rầm lên sớm xíu. Ai đang coi like rồi cho em anh một nút chia sẻ. Hello, em chào chị Bùi Trân Trân Bùi nè. Hello bé anh. Hello, chào tất cả các chị yêu của em. Chào chị Như Ý Trần luôn. Chị nào đã thấy bé anh rồi cho em anh một nút chia sẻ cho các chị yêu của em nha. Hôm nay rầm nên là sẽ bán cái gì đó nó phong thủy cho nó hên. À, năm mới các chị mua rầm rầm mà của tháng riêng á, là tháng 1 á, các chị mua phong thủy là các chị ơi tiền vô như nước nha. À, mua hôm nay với anh sẽ lên ít phong thủy và ít tài lộc cho mấy chị yêu của em. Hôm nay chị nào có lộc là hứng lộc nè. Hello, em chào chị Quốc Thu Hương ạ. À, chị Gôn Tí thì chắc khách hàng mới ha, lần đầu tiên thấy luôn á. Em chào với anh, chào chị Mai Huỳnh ạ. À, ai đang coi like các chị ơi chấm cho với anh một nút chia sẻ được không ạ. À, live stream này các chị cho chia sẻ mạnh tay lên xíu vào các trang hội nhóm giùm em để cho tương tác nó lên xíu, rồi với anh sẽ like nha các chị nha. Cảm ơn mấy chị thiệt là nhiều luôn á. Hôm qua em không có like được vì hôm qua em đi từ thiện nên là em lấy được ít lộc, nên hôm nay em anh sẽ lên tặng cho mấy chị ít lộc, lấy día mùng 1 nha, tháng giêng nha. À, chị nào thấy em rồi chia sẻ nhiều nhiều đi, hôm nay mới tặng quà nhiều nhiều được chứ. Ai chia sẻ nhiều nhiều mới tặng quà nhiều nhiều được nha các chị yêu của em nha. Hello, chào chị Thanh vải áo dài nè. Ủa sao cái điện thoại này nó bị tối cái avatar xuống vậy, thụt tối cái màn hình xuống vậy. Coi trên live còn cái điện thoại kia nó vẫn sáng đúng không? Sao cái điện thoại này nó tự tối xuống vậy ta? Có ai coi được không mấy chị? Cho em xin nút chia sẻ. À hello, em chào chị Trần Yến Nhi nè. Chị Yến Nhi hồi sáng qua lấy vòng phải không? Like này bé anh sẽ bán đầu tiên. À, sẽ bán ốc anh Vũ cho tất cả các chị thỉnh. Ốc đợt cũ và có ốc đợt mới nữa. Nói chung là các chị thỉnh ốc về đầu năm cho nó hên nha. Rồi các chị ơi, chia sẻ like. Hôm nay bé anh sẽ like bán ốc, bé anh tặng cho mấy chị. Có ai muốn mua ốc anh Vũ không? Và ai đã đang sử dụng ốc anh Vũ rồi, có hên không, có linh không, cho cảm nhận luôn. Lát bé anh sẽ sell cái này. Trời ơi mấy chị ơi, em phải nói đỉnh của đỉnh luôn. À, ông Hàn Quốc ông mới gửi về cho em cái gì đó, thạch lựu collagen. Hôm bữa là không có sell nữa, nay ổng gom được hàng sale mà cái của thằng này nó ngon hơn của thằng cũ luôn, mà nó xài căng da hơn luôn, ổng nói như vậy đó, nên là em cũng thử rồi, ăn rất là ngon, nên lát bé anh sẽ like cái thạch lựu collagen này cho mấy chị. À, em chào chị Hiệp Vang, chào chị Vân đã chia sẻ cho mình cho Minh Anh lên 10 trang cá nhân luôn. Chị Trần Yến Nhi nói nhìn Minh Anh ở bên ngoài dễ thương hơn trên like, ở trên like bị già phải không chị? Hết nào tới like cũng nói ủa sao trên like nhìn em mập quá trời mập luôn mà ở ngoài không có mập như vậy. Em nói chứ em có 60 mấy ký thôi à, em cũng không có mập nhiều đâu. Hello, em chào chị Kim Kim nè. Các chị ơi chia sẻ like. Đây, lát nữa mấy anh sẽ lên cái này thạch lựu collagen. Ông Hàn Quốc ổng tri ân em thôi, về được có một thùng hơn thôi đó. Về được có một thùng hơn thôi. Sáng nay là về cặp bến thuốc bổ khớp. Bổ mắt là hiện tại cũng còn mấy hộp nữa thôi là hết luôn bổ mắt rồi. Về được bổ khớp, về được trà bữa che chu, đào thải mỡ, giảm cân, đào thải độc tố, tốt lắm luôn. Lát lên like cho mấy chị coi. Em kiểm tra đơn giùm chị, đơn vừa rồi gửi thiếu vòng trầm cho chị chưa vậy chị Kim Kim? Hôm qua có người nhắn tin cho bé anh rồi, tại vì lúc lên đơn là quên ghi chữ tặng vòng trầm nên mới gửi thiếu, để có gì hôm nay bé anh gửi lại tặng lại bù ha. Nay có gì đặc biệt hôm Minh Anh? Có, nay có nhiều cái đặc biệt lắm. Hôm nay rằm nên là tặng nhiều cái đặc biệt lắm. Sang sẻ lộc ít cho khách, lấy hơn nè, lấy día nè. Ai đang coi like một nút chia sẻ. Hôm nay ai muốn mua phong thủy
Chị Nguyễn Linh nói là nay có chương trình dạy gì dạy Minh Anh. Chị Nguyễn Linh à, nay tặng gì bà Linh? Nay bà Linh cho tôi cảm nhận coi nay em sẽ tặng gì. Hôm nay ai thích tặng cái gì comment trên like chơi luôn. Hôm nay ai thích cái gì tặng cái gì comment trên like. Cái nào mà mấy chị đã mắc mé bữa giờ rồi, thích bữa giờ rồi, thích cái gì comment trên like. Đợi với anh coi coi, với anh xem. Cho chị hỏi tí, Minh Anh là dòng chị mới lấy ni máy về em. Cái dòng của chị là dòng lưu thống, nó không có ly. Cái dòng đó là lưu thống, cái dòng đó là cái dòng lưu thống, nó không có phải là dạng ly như cái dòng tròn. Cái dòng đó là hầu như từ tay nữ 55 cho tới 60 mấy ký là mang vừa. Chị Hiệp Phan nói là vòng trầm đi hì hì. Em nói chứ vòng trầm hôm nay em gần hết hàng rồi, còn được mấy sợi thôi. Vòng trầm hương sáng nay đi một bao to hơn 100 mấy chục sợi cho khách VIP. Nói chung là em không hiểu sao mấy ngày hôm nay em đều có lọc hết. Nói chung là hên lắm, rất là hên. Vòng trầm đi em, không phải không phải nè em, U Linh đỏ. Ủa chị Trần Yến Nhi lấy U Linh đỏ hả? Là ly 8 á, 8, 8, 8 á. Có một chị Loan là hôm bữa chị đặt là ly 9 thôi. Vòng trầm của chị là ly 8. À, ấy lộn quên, vòng U Linh đỏ là ly 8. Chơi lớn đi rầm mà. Ok luôn. Ai đã muốn tặng vòng trầm chơi lớn chia sẻ like mạnh tay mạnh tay. Hôm nay ok, nay tôi chơi lớn luôn nha, bỏ thêm mấy chục triệu nữa ra tặng khách nè. Hôm nay tặng dòng nè, hôm nay tặng dòng nè, cho nguyên năm khách hàng nhà Kinh Ly thơm tho luôn nè. Chị nào thích tặng dòng trầm chia sẻ like nhiều nhiều lên giùm em một cái, thả tim vô một cái để coi cảm nhận của khách hàng sao đã rồi mới lên tiếp tục à. Hello, em chào chị mùa hoa cúc vàng. Trời ơi các chị ơi, một cái dòng trầm là bé anh nói thiệt với các chị là mấy triệu một chiếc, mấy triệu một chiếc không à, toàn là 100% là trầm thiên nhiên. Mà chị nào đã nhận vòng trầm nhà em rồi cho em cảm nhận ở trên livestream được không, để mấy anh coi coi khách có thích thiệt sự hay không đã, nó có thơm không, nó có đáng đồng tiền các chị mua không. Khách em nói mới, khách em sáng nay mới có chị kia ghé shop mua cái dòng trầm mười mấy triệu, tặng cho cái dòng trầm có 4,650 triệu thôi mà khách 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 qua mua luôn cái dòng trầm mười mấy triệu của bé anh. Là các chị hiểu rồi, trầm nhà em là có trầm Indo, trầm Philip và có những cái loại trầm 100% là nhập khẩu nha, từ thiên nhiên nha. Còn nếu mà trầm mát mấy trăm triệu mấy trăm tỷ là cái giống gọi là trầm cái gỗ của Kỳ Nam, tiếp theo là trầm hương. Nên là tất cả mấy mấy cái thằng mà trầm hương mà mắc mắc toàn là cây Kỳ Nam nó mọc ra, nó làm ra không à. Nó là có cái vết thương từ thân cây nó chảy ra, nó tiết xuất cái chất nhựa và nó sẽ có giống như là cái mùi rất là thơm. Cái mùi đó người ta chế tác và người ta làm nên một cái sợi dây trầm cho mấy chị đeo. Nên đó đó là lý do tại sao trầm nó nằm ở trên thân cây. Người âm người ta tụ tập, người ta trú ẩn ở trên cây rất là nhiều. Nên khi các chị đeo trầm hương trên người cũng là gọi là một cái phong thủy nha. Thứ nhất là trừ tà khí và được thứ hai là tương sinh cho mình, nó giúp cho mình khỏe mạnh hơn. Cây nó ngoài ở ngoài đường, nó nằm ở dưới đất và trời, nó thuộc dạng là âm dương luôn. Nên khi những chị nào mà đang trầm hương, các chị sẽ tốt về sức khỏe, các chị sẽ có sức khỏe khỏe mạnh, trừ được tà ma. Và đặc biệt nữa, nhất là những chị nào ngủ không được ngon giấc nha, mình hay bị giật mình và hay bị mơ thấy những cái gì không có nên thấy, thì mình đeo trầm luôn, nó cũng sẽ trấn áp tâm trí mình và làm tinh thần của mình đỡ stress hơn, và đặc biệt là củng cố luôn. Nhất là những chị nào mà mình hay bị gọi là yếu bóng vía đó, thì mình mang trầm là tốt lắm. Chị Nguyễn Linh nói là trầm nhà Minh Anh tặng đeo thích thơm ngất ngay, chỉ có mê mà thôi. Ok, hôm nay nhờ sao ta, trầm dây, trầm 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 dây không biết còn đủ số lượng nữa tặng không đây. Trầm dây em đi sỉ rồi, em đi sỉ rồi, có cái trầm trầm dây đơn, trầm mắc hơn đúng không, cái trầm mà có hổ phách hả? Thôi má mắc lắm má ơi, tôi tặng không có nổi. Mà Minh Anh có bổ gan không, em xem bổ gan đi chết rồi, bổ gan còn không? Rồi bổ gan còn ít lắm chế ơi, không dám biết còn bổ gan không để sale nữa. Thôi được rồi, chơi luôn. Bà Linh nói trầm kia không biết đủ số lượng để tặng không, giờ có trầm này mắc hơn nè. Trời ơi. Thôi được rồi, ai chia sẻ like mạnh tay trong livestream ngày hôm nay với anh chơi lớn luôn một một bữa nè, cho coi trầm này nha. Trầm này đó đắt hơn xíu. Và đặc biệt là nó đơn mình đi chưa chị Hiệp Phan? Đơn Hiệp Phan đi chưa? Đơn Hiệp Phan đi rồi. Và bên cạnh nó nữa, nó sẽ có hai cái viên hổ phách.
Một cái viên hổ phách các chị tính đi 700-800 hơn. Hổ phách nó tính theo nước ambasicit và đặc biệt là cân theo gam. Thôi được rồi, vậy đi chia sẻ like giùm bé anh đi. Hôm nay dành tặng cho khách nữa nào. Chia sẻ 20 lần rồi gái ơi, chị Mai Huỳnh. Cho mấy chị coi nha. Em cho mấy chị coi nha. Ai đã nhận trầm rồi là hú lên cái cho biết cảm nhận đây. Trời đất ơi, hôm nay là ok. Chia sẻ like thiệt là mạnh tay giùm bé anh. 100% là trầm tự nhiên mà rất là thơm luôn. À thì Mai đi chùa Tây Ninh rồi, chết rồi, trời đất ơi. Chia sẻ nhiều nhất được tặng à Minh Anh, chị Kim Kim, dạ không. Chia sẻ nhiều nhất không có được tặng cái này đâu. Em nói trước, cái này hàng đắt tiền. Đắt tiền, cái loại trầm này nó đắt tiền hơn. Và đặc biệt nữa, trầm này là trầm của Philip. Và đặc biệt nữa là cái vân trầm của nó rất là thơm. Cái này em nói thiệt luôn, cũng mới làm lên cho khách mà thấy đẹp quá, một xíu cộng đeo thôi. Giờ mà tặng khách là không biết còn đủ trầm với lại đủ làm kịp cho khách không đây nè. Hello bé anh, chúc bé anh cuối tuần vui vẻ, mua may bán đắt. Cảm ơn mấy chị thiệt là nhiều luôn. Một cái dây này thường thường, cái dây kia 4 triệu hơn rồi, chưa tính dây này nó sâu hổ phách. Và đặc biệt trầm này là trầm Philips nữa. Cái dây kia nó dài, trầm Indo. Cái trầm nó mắc ở cái tích tuổi tần số. Khi mà cái năm số nó càng cao thì cái giá trị của cái trầm nó càng cao. Và đặc biệt là cái tinh dầu trầm á, là cái mùi hương của trầm nó tỏa ra rất là thơm. Các chị mang lên rất là thư giãn. Ai đã nhận trầm rồi cho cảm nhận nha. Hello, em chào chị Uyên Ngô. Ai muốn tặng trầm comment nhiệt tình. Thôi vậy đi, em sẽ tặng, không biết còn đủ số lượng không. Em tặng cho 20 người đi, 25 khách hàng đi nha. Em tặng 25 khách hàng trong cái livestream này. Tại vì em nói thiệt là em cũng không có dám em cũng không có dám là em tặng nhiều hơn, vì em không biết là em hết rồi, còn được có mấy sợi thôi, nên là không còn số lượng nhiều. Nên là em sẽ ra lọc cho 25 chị khách. May mắn, ok chưa? 25 chị khách mua hàng trong cái livestream ngày hôm nay. Chị nào mấy triệu một sợi lần đó các chị. Sợi này nó mắc hơn sợi kia luôn á, và đặc biệt nó có hổ phách nữa. Đơn cầm cho khách là toàn tiền trăm triệu không à. Thôi vậy đi, ai đặt trong cái livestream ngày hôm nay, chị nào mua đơn, mua đơn trên 2 triệu đồng, em tặng thêm một cái dòng trầm. Lấy hên, lấy may mắn. Rồi đọc like đi bà Linh. Mua đơn 2 triệu đồng nha mấy chị nha, sẽ được tặng một dòng trầm cực kỳ thơm luôn đó. Và đặc biệt là cái trầm này nó không phải là trầm ly nhỏ, trầm nó mắc theo cái độ ly nữa. Trầm này là trầm ly số 8 nha mấy chị nha. Trầm này là ly số 8 chuẩn tây nữ luôn nha. Ok chưa? Ai muốn tặng trầm comment nhiệt tình luôn. 25 chị khách hàng đầu tiên trong cái livestream này. À, hai mua trên đợi, mua đơn 2 triệu hoặc hơn 2 triệu được tặng một cái dòng trầm chơi luôn. Chị Thúy Hằng chưa, hello em chào chị gái nè. Chị nhận được trầm rồi, thơm lắm luôn mà bị rộng hướng 4 vòng nhân hướng 5 vòng chị chật. Chị mua dây sâu rộng ra mà đeo không đẹp giờ sao em, chị Nguyễn Hằng. Chị ơi, chị mang chật chị gửi về bên em làm cho. Tại vì sao em chỉ chị nghe. Trầm là nó đi theo 108 hạt là cái sợi dài. Nhưng có những người tay nhỏ và tay bự. Nếu mà chị đeo bị rộng hoặc đeo bị bự thì phải bắt buộc là một là mình giãn cái dây ra. Mình đeo nó giãn cái dây ra. Hai là mình chịu đeo ôm một xíu. Tại vì sao? Nếu mà nó ôm nhiều quá thì gửi lại bên em sẽ thâu ra cho chị. Còn nếu nó ôm hơi hơi thôi. Trầm này nó làm từ dây thun. Các chị mang một thời gian, các chị gỡ ra gỡ vô, có cái hơi người mình mang nha, nó sẽ giãn ra. Và nó sẽ giãn ra và nó sẽ làm cho tay của mấy chị á mang nó thoải mái hơn. Tại vì em tháo ra tháo vô mà trầm, mà đặc biệt là trầm nếu mà cái chị muốn giữ mà nó kỹ á, cái chị đừng nên vào nước, không nên không à, gọi là đừng vào nước, tránh nước giùm em, thì cái trầm á nó sẽ được bảo quản tốt hơn. Ai xài trầm là người ta sẽ kỹ hơn về cái vấn đề đó. Khách nào muốn test để coi coi vô nước nó vẫn còn mùi không, em cho test luôn. Nhưng nếu mà muốn mà có cái gọi là sao ta,
cái trầm của mình nó bền thì các chị nên là không vào nước nha. Và ví dụ mình đeo ví dụ mồ hôi tay đi ha, thì mình có thể thấm một ít bông gòn hoặc là cái khăn mềm mình lau xung quanh cái vòng trầm thôi là cũng ok. Nước ấm nha, mới dằn dây thun mà mình mới dằn dây thun mà mình ăn mốt dằn dây thun. Dạ cái này là các chị có thể để dây thun kéo ra kéo vô thoải mái, mà trầm là nó làm bằng cái dây á, nên các chị kéo ra kéo vô thoải mái. Nếu mà bị gì thì cứ gửi qua shop để anh chỉnh cho, để các chị có thể đeo. Tại vì tay á, mỗi người á nó có cái duyên lắm, người tay bự người tay nhỏ. Khách nhà em chụp là có người đeo toàn 4 dây, tại vì sao, tay người ta bự. Có người người tay nhỏ thì đeo lên thành 5 dây, nên trầm các chị cũng dễ quấn lắm. Còn nếu mà ai mà tay kiểu vừa bự mà vừa nhỏ, nó lập lửng ở giữa, thì cứ gửi về đây, ghé shop đi rồi bé anh chỉnh vô thử làm sao ha, cho các chị mang cho nó vừa ha. Chị Hồng Nhung nói chia sẻ là trầm bên Minh Anh chất lượng lắm, mẹ chị hay bị đau đầu mà đeo trầm bữa giờ đỡ hơn nhiều luôn, cảm thấy tinh thần nó thoải mái và dễ chịu. Cảm ơn các chị ạ. Đeo lâu có bị mất mùi không em? Dạ không chị Như, không chị Như ơi, vì trầm á nó là 100% từ gỗ cây thiên nhiên, là gỗ cây trầm, nó không phải là hàng tạo mùi và không phải là hàng giả, nên là các chị mang nó sẽ không có bị mất mùi. Trầm là đeo khô thôi, làm việc với nước là tháo ra, đúng rồi, thì nó sẽ giữ được cái độ bền, tại vì nó làm bằng gỗ mà, gỗ của cây trầm mà, nên là các chị nó sẽ giữ được độ bền hơn, và đặc biệt mùi thơm rất là thơm luôn, thơm lắm. Nhất là những chị nào mà căng thẳng trong công việc hay bị stress nhiều thì nên mang trầm, rất là đỉnh luôn. Không tặng vòng trầm hôm trước hả Minh Anh, chị Tê Ly? Vòng trầm hôm trước hiện tại không dám tặng, tại vì sao? Vòng trầm hôm trước hiện tại là em nói thiệt là không có hàng đủ để tặng cho đủ khách đâu. Em nói thiệt, còn hàng là mới tặng được, còn không còn hàng là không có dám tặng đâu. Nên chị nào đang coi like, chia sẻ like giùm bé anh, dòng này là dòng tròn đơn, vòng trầm đơn. Và đặc biệt nữa là nó sẽ có cái hoa sen và kết hợp với hổ phách nha. Chị Hiệp Phan nói là tặng 108 hạt đi Minh Anh. 108 còn đủ không? Coi qua đem ra đây coi còn được mấy giây. Trời ơi, sợ không còn đủ là khách chửi đó. Không còn đủ là khách chửi đó. Còn được có mấy sợi thôi, chết rồi. Đưa đây, cái trầm mà phối sen. Còn được có nhiêu đây thôi nè, chết rồi. Sợ không có đủ hàng. Hai cái này giá trị nó xê xích nhau có 100-200 thôi, nên là để về tặng mẹ này ok. Vậy chơi luôn, chị thích 108. Em có hai loại trầm, vậy nha, em chơi vậy cho nó máu lửa, cho các chị có thể nhận được hàng cho nó vui vẻ. Nếu em sẽ có hai cái loại trầm. Trời ơi mấy chị ơi, 4 triệu mấy một sợi, 4.650. Sợi này thì nó mắc hơn chút, nó mắc hơn 30.000, tại vì hổ phách của nó đắt. Cái này nếu mà thôi vậy đi, còn được ít sợi luôn, làm luôn, chơi luôn. Em có đây, em có hai loại trầm, em có hai loại dây trầm, em có hai loại dây trầm 108 hạt và trầm đơn. 108 hạt và trầm đơn. Nếu chị nào mà hôm bữa đã nhận trầm đơn rồi, chị nào hôm bữa đã được là trong bao nhiêu 20 chị may mắn được, đã được nhận cái trầm 108 hạt rồi, thì bây giờ mình muốn tặng cái một cái trầm mà có sen với lại kết hợp với hổ phách, thì các chị vẫn có thể được lựa vòng này. Còn chị nào muốn thì mình nói chung là có hai quà tặng đó, một là 108 hạt, hai là vòng trầm đơn. Ai thích trầm nào thì comment nha, em anh tặng cho mấy chị lựa chọn luôn. Vậy đi cho nó máu. Lỡ chia rồi like, chia sẻ like cho mấy chị nha. Hôm nay hóa đơn trên 2 triệu sẽ được tặng một vòng trầm nha mấy chị nha. Hóa đơn trên 2 triệu đồng trong like hôm nay tặng một cái vòng trầm. Lưu ý giùm em, coi như like này là em làm phước luôn. Vì tại sao? Trầm hương một giây nhà em bán gần 5 triệu một sợi lận, mà hôm nay em nói với chị mua, chị chưa hóa đơn trên 2 triệu đồng là mấy chị được tặng thôi. Nên ai đang coi like một nút chia sẻ giùm bé anh nha các chị nha, coi như là làm phước nha. Bổ gan bao nhiêu vậy em? Đợi xíu em lên bổ gan luôn, chết rồi không biết còn bổ gan không. Chị gọi điện thoại cho Hân hỏi Hân liền luôn, không biết bổ gan còn số lượng nè. Không sợ không có hàng để bán, không có gì đâu mấy chị ơi. Đây em đeo lên tay, nếu mà tay chị nào á, tay chị nào mà nó kiểu sao ta, nó bự quá thì các chị đeo 4 vòng. Còn tay ai nhỏ thì đeo lên làm 5 vòng cho bé anh nha các chị nha. Đợi xíu, ok, có 108 hạt luôn. 108 hạt là cái sợi dây quấn bé anh đang cầm ở trên tay. Còn ok, còn được ít đúng không?
Tuần hoàn máu không Minh Anh, tuần hoàn máu hết hàng luôn chị Hiệp Phan ơi. Tuần hoàn máu bây giờ hàng đâu ra mà có. Đây, đây, đây cái chị, đây là 108 hàng nè. Dòng này là 108 hàng nè. Ba anh để cho mấy chị coi, còn dòng này là dòng đơn nè. Trời ơi, tay riết đeo quá trời dòng luôn. Dòng này là dòng đơn nè, còn cái này là dòng cham của bé anh. Mẹ mình có 55kg thôi Minh Anh. À, chồng là nó đều 108 là nó bằng size hết á. 55kg thì mẹ chị đeo tầm 5 vòng. Còn nếu mà mập hơn xíu thì đeo tầm 4 vòng nha. Thì cái chị ơi, cái chị đeo như thế này. Trầm này là trầm 108 hạt, còn trầm này là trầm đơn. Trầm đơn thì nó sẽ có hổ phách nữa. Hello, em chào chị Thúy Mùi. Ok, để bé anh like. Đầu like bé anh like sản phẩm này. Đầu tiên chị nào đặt trên like, chia sẻ like mạnh tay giùm bé anh nha. Yên tâm đi, hôm nay em anh sẽ có làm nhiều quà tặng và nhiều chương trình hấp dẫn. Chị nào muốn mua sản phẩm nào, comment trên live stream, chấm bài và chia sẻ like. Để em anh có thể là lên đơn bé anh bán tặng các chị nha. Nhớ, ai muốn tặng quà trầm là phải kèm theo số điện thoại. Chị Minh Ngọc, hello, em chào chị Minh Ngọc. Minh Anh đơn trước gửi thiếu 108 hạt. Vậy em đổi qua cho chị vòng đơn hổ phách được không Minh Anh? Chị Kim Kim, ok luôn, thích đổi gửi luôn. Em ơi, có vòng đẹp không? Chị Thi Hùng Trang Lê, dạ có luôn. Có luôn. Tối nay nếu mà mấy chị có sức khỏe coi live stream, tối nay sạc pin đi. Tối nay với anh sẽ lên live phong thủy tiếp. Mẹ mình đeo chắc quấn 5 vòng nè. Dạ em anh đeo quấn cũng 5 vòng á. Cái vòng này là chưa có cham sen vô. Dòng tặng là sẽ có cham sen ha. Ok chưa? Bổ gan hồi nãy khách hỏi bán nhiêu quên rồi. Hôm bữa bán bổ gan nhiêu, bán giá hôm bữa cho khách lấy lọc đi. Bổ gan bình thường một hộp là bé anh bán nhà bé anh nha là gần 3 triệu một hộp. Tại vì ở bên chính phủ Hàn Quốc là phải gom sale mới có giá này bán cho khách. Giá gốc của nó là 3 triệu hơn một hộp. Chị nào đặt trong live stream ngày hôm nay, bé anh tặng mấy chị hôm bữa bổ gan mà sale rẻ nhất là nhiêu? 1,5 triệu, ok. 1,500,000 một hộp bổ gan, còn số lượng ít, rất ít luôn đúng không? Hơn nữa còn ít đúng không? 1,500,000 một hộp bổ gan. Chị nào lấy 2 tặng 1 là thành 3, tặng một cái dòng chơi lớn luôn. Trời ơi, chơi lớn chơi sốc nha mấy chị nha. Hôm nay bổ gan chỉ có 1,500,000 mua 2 tặng 1 à. Ok, chị Kim Kim để nói bà Linh yên tâm. Bia Tam yên tâm. Mặt nạ ban tao đắp một tuần mấy lần, thời gian đắp bao lâu em, và trước khi đắp có phải bỏ tủ lạnh không? Nếu mà các chị muốn sướng hơn, các chị đắp bỏ tủ lạnh, mặt nạ xài nó sẽ sướng hơn và nó sẽ khích lỗ chân lông cực kỳ tốt. Nếu mà có nấm hoa không, không có nấm hoa luôn chị Lan Trần ơi. Nếu mà chị muốn á, nó đắp sướng á, thì mình bỏ tủ lạnh và mình đắp trên da 20-25 phút, xong rồi mình rửa mặt lại với nước nha. Rồi mình tiếp tục những bước serum kem dưỡng thông thường. Cái bổ gan hồi này chị nào hỏi là bao nhiêu tiền quên rồi. 1,500,000 một hộp, mua 2 tặng 1 là thành 3. Rồi chơi tới, ai lấy thì comment trên like. Bổ gan có số lượng có giới hạn. Nấm hoa hết luôn mấy chị ơi. Hôm nay nhà em có thiệt các chị thực phẩm chức năng là còn có vài món luôn á, không còn nhiều luôn á. Bổ gan, ok, lát lên cho các chị luôn. Lát em sẽ lên cho các chị bổ khớp. Hồi nãy ai hỏi bổ khớp thì lên luôn. Chị Salanel nói là có bổ máu không chị? Chị Salanel, dạ không, không có bổ máu, tuần hoàn máu hiện tại hết hàng. Tuần hoàn máu hiện tại hết hàng, kiếm một hộp đâu ra cũng không có đâu. Có tuần hoàn máu không em? Không luôn chị Trần Thùy Linh ơi, hết tuần hoàn máu. Hết tuần hoàn máu các chị nha. Lát các chị mua cái này đi, các chị uống cũng rất là tốt, các chị ăn cũng rất là tốt. Ông bên Hàn Quốc á, ông gửi, mới gửi về là canh sale á, được có một thùng hơn thôi, là tầm được là một thùng là nhiêu, 24 hộp, hơn là gần được mấy chục hộp thạch collagen lựu căng bóng da, lát em like cho. Còn đông trùng hạ thảo không Minh Anh? Đông trùng hạ thảo còn ít lắm. Ok các chị ơi, cứ mua hàng trên like, dồn đơn 2 triệu hoặc hơn 2 triệu là em tặng cho một cái vòng ha. 25 chị khách hàng may mắn nha, lưu ý giùm em. Ai lấy thì comment lên số điện thoại luôn. Lên chị Đồng Nhi Lam nói là lên collagen. Trời ơi, collagen còn hàng đâu. Đếm số lượng đi, cái đầu thùng này là của cái chị Bến Tre phải không? Chết rồi, collagen hết hàng. À, hỏi gọi điện thoại hỏi chị ơi, là hai tháng nữa gửi lên được không? Tại hỏi chị có cần gấp collagen không thì lấy collagen của chị bán cho khách.
Chị lấy, chị đặt hơn nhà em 40 hộp nữa. Nhưng mà chưa, chưa có. Chị Kim Kim có làm chương trình cho Nghệ không em? Nghệ hiện tại là mới đăng bài thôi. Nghệ là đang về, chưa có về tới. Hôm qua chị gửi vòng tay bị đứt về shop, em nhận được làm lại dùm chị ha. Ok, chị Thúy Mùi luôn. Chị Bùi Trân, Trân Bùi có số điện thoại chưa? Lên số điện thoại dùm bé anh luôn. Chị Lan Hoàng một bổ gan, Hiệp Phan một bổ gan, Bùi Trân, Trân Bùi một bổ gan. Nhắn tin đi, họ gọi chưa? Ra ngoài đi rồi gọi hỏi chị coi. Chết rồi các chị ơi, collagen hết hàng rồi. Hôm bữa em nói hết là hết thiệt mà, em đâu có nói đùa đâu. Chốt đi, mình đặt bổ rồi á. Rồi ok, ai đặt bổ gan comment trên like 1.500.000 không được đâu chị ơi. Bổ gan bây giờ giá nó cao lắm, và hiện tại là bổ gan không có số lượng nhiều. Bổ gan còn rất ít, nếu chị nào có nhu cầu đặt bổ gan. Bổ gan này rất là tốt luôn, và đặc biệt là nó có hướng dẫn sử dụng hết ở trên đây. Một ngày uống một viên nha các chị nha. Nếu ai đang bị bệnh gan thì một ngày dùng hai viên. Bổ gan này nó sẽ làm giảm nhất là những chị nào nè, gan nè, máu cũng không tốt nè, nó thải hết. Và đặc biệt nữa, bổ gan này nó cũng sẽ làm vừa bổ gan và vừa thải độc tố cho gan nữa. Nên nhất là những chị nào, ông chồng nào hay hút thuốc nhiều, cho ổng dùng bổ gan tốt cực kỳ. Em nhận được phòng gửi lại cho chị chưa? Chị sốt ruột quá. Chị Phạm Thị Hà ơi, em quên nói, dòng chị nhận rồi. Bà Linh cũng gửi chưa? Bà Hà Hà gửi chưa? Chưa có gửi. Để cộng đơn này vô 1 triệu rồi có gì gửi hàng cho chị Hà Hà nhé. Rồi ai lấy thì comment giùm bé anh bổ gan nha. Rồi bây giờ bé anh sẽ lên gì nữa ta? Em anh sẽ lên gì nữa? Hồi nãy khách hỏi gì nữa? Comment lại giùm em đi. Nhắn tin chưa? Rồi. Liên hệ được chưa? Chị nói làm sao? Chị nói em có cần gấp không? Chị hỏi em có cần gấp không hả? Trời ơi, mình hỏi chị hỏi lại ngược mình. Bó tay luôn. Thôi nhắn chị đi, nói là một tháng hơn nữa gửi chị Minh Anh gửi collagen cho chị được không? Okay. Nói gì đi, trời ơi, chưa 40 hộp để đây, nhà cũng chất đóng chỗ. Trời luôn, lấy hàng của khách tặng luôn nè. Collagen hiện tại hết hàng, còn được có 40 hộp của khách đặt thôi. Khách đặt thôi, bây giờ em anh chơi luôn, sale luôn, collagen còn được mấy hộp. Đây, trước khi lên collagen để bé anh lên này. Cả bông tay nữa, ok, bông tay có làm cho chị luôn. Rồi qua luôn bổ gan là 1.500.000, mua 2 tặng 1 là thành 3. Lên cho em cái này nè. Lên cho bé anh cái này nè. Trước khi em lên collagen đó, em sẽ lên cho mấy chị cái này. Ok, chị Bùi Trân, Trân Bùi. Đây là thạch lựu collagen và đã được lên men. Cái dòng này bán chạy ơi là chạy luôn, vào một hộp mà hàng chính hãng nha. Nó có hàng phát, các chị lưu ý. Hàng chính hãng bên Hàn Quốc một hộp người ta bán 1 triệu hơn một hộp. Bên trong của nó hàng loại thạch lựu collagen loại cũ, em bán một hộp chỉ có 20 gói thôi. Nhưng riêng thằng này một hộp của nó cho tới 30 gói, và em chỉ về được đúng một thùng hơn thôi, là được 30 mấy hộp thôi. Là ổng gửi mẫu, ổng canh hàng sale mà em ăn rồi, mới ăn luôn, rất là ngon luôn các chị ơi. Cái thạch lựu collagen này, cái loại này nó sẽ tốt hơn cái loại kia nữa nha. Đợi em xíu, chị Linh tháo khéo khéo lên, tại cái hộp em đang ăn để trên lầu rồi. Mở hộp này ra cho khách coi. Thạch lựu collagen, em uống thử chưa, ngon không Minh Anh, chị Thúy Mùi? Cái này là không có uống, cái này là ăn. Cái này là khi mà mấy chị ăn vào nó sẽ căng cái da mặt các chị luôn á. Nó là thạch collagen lựu căng bóng da đó các chị. Nó chung gọi là thạch thực phẩm chức năng với cái loại cũ, nhưng cái loại này nó tốt hơn, và cái lựu của nó được ủ men luôn, nên các chị ăn vào vừa tốt cho tuần hoàn máu, thải độc tố và nó sẽ sáng da. Đây nè, loại này nó nặng hơn loại cũ, hộp của nó bự lắm, cây của nó dài hơn nữa, ngon cực kỳ ngon luôn. Có giảm thêm bổ gan không em, chị Hà Hà? Dạ không. Bổ gan lưu ý, bổ gan sắp hết hàng, và đặc biệt bổ gan chỉ sale là 1.500.000 thôi. Mua 2 tặng 1 là thành 3, bổ gan không thể nào sale rẻ hơn được nữa, các chị thông cảm giùm em nha. Rồi cái này, em lên cái này cho mấy chị coi, thạch lựu collagen. Ăn vào là siêu 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 căng bóng da. Loại cũ một hộp chỉ có 20 gói. Loại cũ là giá 1.700.000 hơn, 1.700.000 hơn đang bán tại bên Hàn Quốc. Hộp này bên Hàn Quốc nó đang canh chương, đang có chương trình sale nè. Ông mua ổng đang gom cho em nè. Em nói là bây giờ cứ gửi đi, cái này là em ăn rồi em thấy rất là ngon, và em ăn vào là em rất là thích. Cái loại này ăn ngọt ngọt chua chua thanh thanh ngon lắm. Một hộp của nó là sẽ có 30 gói chị Thúy Mùi ạ.
một hộp của nó 30 gói, cái loại này nó sẽ đắt hơn cái kia nha các chị nha. Cái loại này nó sẽ đắt hơn cái kia. Dạ bổ gan thêm xíu nữa đi, bổ gan không giảm được chị ơi. Bổ gan chỉ sale rẻ nhất 1.500.000 thôi các chị ạ. Bổ gan không thể nào sale rẻ hơn được nữa, các chị thông cảm giùm em. Bán rẻ được là em sẽ bán rồi. Đây, đây 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 đây, bổ gan hiện tại là sắp hết hàng rồi. Một hộp của nó 30 gói lận chị Thúy Mùi ạ, à, nhiều lắm. 30 gói. Nếu mà các chị bỏ cái này là vào trong tủ lạnh các chị ăn, da căng mượt mượt luôn. Hôm nay em anh làm chương trình luôn, tặng sốc 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 sốc. Chị Hằng Lê nó lên bộ mắt ok, để lát lên bộ mắt luôn. Collagen lụ chỉ có sẵn ở nhà em là gần 30 hộp thôi. 24 hộp trong thùng và chỉ còn mấy hộp lẻ. Ngon cực kỳ ngon luôn, để mở cho khách chỗ ngon lắm khách ơi. Ngon lắm khách ơi. Trời ơi, cái hộp em đang ăn ở trên lầu nữa, giờ chẳng lẽ khui thêm hộp mới nữa giờ sao. Thôi khách ơi, em khỏi phải cần ăn cho khách coi. Khách mà tin tưởng em rồi, khách về khách ăn khách ghiền, sợ hôm sau khách mua đòi mua không có hàng đâu. Ngon lắm, ăn đi Minh Anh. Ok, ăn cho Hiệp phải ăn coi luôn. Mới ăn ở trên lầu xong luôn á, rồi đi tắm rồi mới đi live stream đó. Đây, chơi luôn, mở ra cho khách coi. Cái này bỏ trong tủ lạnh ăn ghiền luôn. Xin lỗi, sướng lắm. Còn loại thạch collagen cũ hiện tại không sale. 1.700.000 bên Hàn Quốc nó không sale. Bây giờ em không thể nào em có giá giảm em bán cho mấy chị được đâu. Đây, loại này ngon lắm, nghe mà nói mà thèm quá đi. Không có hàng đâu, tranh thủ mua đi mấy chị ơi. Gom sale được có 1 đợt thôi. Đây, đẩy cái cây collagen lụ lên. Đây, nó là cái thạch siêu ngon. Loại này ngon hơn loại trước luôn. Mà các chị ăn nó căng bóng da, nó mờ nám. Ngon lắm mấy chị ơi, thạch lựu collagen. Vừa đẩy cho tuần hoàn máu, vừa tốt cho tuần hoàn máu. Đợi em chút. Giá này em gom sale, em gom keo. Ngay cả tiền cước về đây là một hộp 1.500.000 rồi. Đợi em một xíu, lát em sale cho mấy chị mua. Đợi mấy chị mua, nhưng mà đợt này chỉ có đúng 32 hộp hả? 32 hộp có giá giảm thôi nha các chị nha. Ngon lắm. Ngon cực kỳ. Một ngày á, các chị á, nếu ai có điều kiện, ngày á, ăn gói. Một ngày ăn gói là đúng quy trình. Còn ai có điều kiện ngày ăn hai gói. Siêu căng bóng da. Một hộp bự như thế này luôn các chị ạ. Và đặc biệt là có tem 100% chính hãng nha các chị nha. Mỹ phẩm sang A, thực phẩm chức năng sang A. Cái này ở bên Hàn Quốc bán cực kỳ mạnh luôn. Và đặc biệt nữa là ca sĩ có review rất là nhiều. Các chị có thể biết cái dòng này bán rất là chạy ở bên Hàn Quốc. Một hộp to. Ok, hôm nay mấy anh ra lộc luôn. 1.500.000. Chị nào lấy em anh bán tặng đó chị. $750.000 cho em một hộp collagen lựu đi các chị ơi. Trời ơi, luôn. Giá quá sốc. Giá cái hộp này thôi à. Tính ra nếu mà không sale bên Hàn Quốc là nó sẽ đắt hơn cái hộp kia luôn. Nhưng đợt này nó đẩy ra cái hộp này, vì cái này nó mới ra, cái loại này tốt cực kỳ. Nhưng mà nó đang có chương trình sale. Mà nó chương trình sale là nó tính theo giờ. Bên Hàn Quốc nó không như mình. Bên mình là mình sale up 2 ngày 3 ngày. Nhưng bên đó nó chỉ có 24 tiếng, hoặc là chỉ có 5 tiếng, 7 giờ, 8 giờ là để nó sale một cái sản phẩm thôi. Người ta phải gom sale đúng trong cái giờ đó thôi. Và người ta có phải có số lượng mua. Em đặt hàng bên Hàn Quốc á, ví dụ như là một người là chỉ mua được bao nhiêu thôi. Phải nhờ người này người kia vô xếp hàng để đi mua được cái lượng collagen sale như thế này. Các chị ơi, ai mua comment giùm em. Chị Hà Hà nói mua 2 tặng 1 để trải nghiệm 20 năm. Cái này em nói thiệt, em bán như mấy chị 2 tặng 1 em không có lời luôn. Vì sao? Vì cái này em không thể nào bán rẻ hơn được nữa. Cái lượng collagen này giá cao lắm, không được chị Nguyễn Linh ơi. Cao cực kỳ ạ. Cái hộp này là thực phẩm chức năng. Coi chị coi cái nắp của hộp thạch lựu em. Cái nắp của hộp thạch lựu đâu? Đây nè, nó là cái này nè. Cái này á, nó là thực phẩm chức năng mà hàng cao cấp chứ không phải hàng thường. Đây, cái hộp của nó ở đây nha các chị nha. Đây ạ, một hộp như thế này ạ. Nên chị nào lấy comment trên like. Dạ không, hóa đơn trên 2 triệu đồng mới được. Vì Trầm Hương nói rồi, Trầm Hương nhà em hàng cao cấp lắm, không phải hàng rẻ tiền. Nhà em là 5-6 triệu một cái dòng trầm, 4-5 triệu một cái dòng trầm lận. Nên các chị lưu ý trong live này, các chị mua hàng là đã được giảm rồi. Nên là các được tặng quà nữa. Nên là em không có bán được nữa đâu nha. Chị nào lấy 3 hộp collagen đủ tặng 1 là thành 4. Rồi ai lấy thì comment trên like giùm mấy anh. Collagen 750k nha chị nha. Ai mua 3 tặng 1 nha chị nha. Cái loại này nó khác cái loại kia. Nó đắt hơn nhiều.
nhiều quá chị ơi. Mà loại kia một hộp chỉ có 20 gói à. Một hộp này nó tới 30 gói lận. Ai lấy collagen lựu comment trên like dùm bé anh bao nhiêu tiền các chị ơi? 750k anh chị nha, mua 3 tặng 1 collagen. Dù à, bây giờ ai khách hàng thân quen có cơ chơi lớn lụ luôn đi em là em cũng bó tay luôn. Vì sao loại này nó đắt hơn loại kia nhiều các chị ạ? Loại này tốt lắm. Thạch lựu collagen siêu căng bóng da. Và nó chỉ có theo đợt mới có hàng thôi chứ không phải đợt nào cũng có. Bao nhiêu tiền? 750 ghi giá luôn. Ghi giá lên luôn. Hồi nãy em ghi ở trên máy á là em bán là bao nhiêu ạ? À? Hồi nãy 800 nghìn đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy em ghi trên máy 800 nghìn em làm mã cho bà Linh á, để khách ghé shop là bán cho khách là từ 1,2 triệu, sale rẻ nhất là 900 thôi, không có bán 750 như trên like đâu. Cứ chị mua like sẽ hời hơn là khách ghé shop. 3 tặng 1 là thành 4 siêu căng bóng da. Trời ơi ngon quá. Quá. Ăn thêm miếng nữa, mới quá, ăn rồi đó. Quá hồi luôn nha mấy chị nha, số lượng có hạn à, 750k mua 3 tặng 1 nha mấy chị nha. Ừ, ngon lắm mấy chị ơi. Ai có đợt hóa đơn trên 2 chị sẽ tặng được một vòng tròng à. Các chị ăn, nó vừa cung cấp tuần hoàn máu cho cơ thể, căng bóng da và đẹp da. Thạch lựu là nhiêu tiền vậy? 750k. Mua 2 tặng 1 thành 3 là tổng 4 hộp hay là nhiêu tiền? Mua 3 tặng 1. Tổng 3 hộp là nhiêu tiền? Rồi nói thiệt với các chị không đủ đêm, không đủ tiền luôn á, coi như là chầm là đi đơn luôn rồi đó. Chầm là tặng luôn rồi đó, không có tính tiền vô hàng quà tặng của khách hay gì đâu. 2250. Ok, ai lấy thì comment giùm bé anh luôn. Ôi, ê, ghi lại số lượng nha, ghi lại số lượng thạch collagen lụa nha. Đã nói rồi, không có hàng tại shop. Không có hàng mà tại shop là hàng số nhiều đâu. Giờ chỉ có còn có 32 hộp thôi. Ok rồi, em đọc nè. Chị Hành Vũ 3 hộp collagen lụa. À, 3 hộp collagen, nhớ ghi 3 tặng 1 là thành 4, là ghi số lượng 4 nha, để biết để trừ nha. Rồi chị Mai Nguyễn 2 bổ gan, Hiệp Phan 1 hộp lụ, Subin Lê 3 lụ, Lan Trần 3 lụ luôn, chị Thu Hà Nguyễn 3 cái lụ luôn. Chết rồi, không đủ hàng nữa, chết rồi mấy chị ơi. Minh Anh ơi, mua hóa đơn trên 5 triệu có được tặng 2 cái vòng trầm được không? Minh Anh, chị Phạm Thị Hà Hà. Lưu ý nè, nếu mà mua hóa đơn trên 5 triệu là sao? Mua hóa đơn trên 5 triệu, nếu là chị mua giùm cho người nhà chị á, hoặc là người nhà chị có ai mua á, thì em anh tặng. Bây giờ mua hóa đơn 10 triệu, 20 triệu đó thì cũng không tặng thêm được cái dòng đâu. Nếu mà chị người nhà chị đặt giùm á, mua giùm người nhà thì bé anh tặng. À, tặng nha. Còn nếu mà còn chứ thiệt ra cái vòng trầm em bán một cái hộp trầm, một cái vòng trầm thôi là đã biết bao nhiêu tiền rồi, nên là em không thể nào mà em tặng nhiều được. Một cái vòng trầm của nó 4 triệu mấy 5 triệu lận, các chị thông cảm. À, mới vô lên gì rồi, lên nhiều quá. À, ok chị Thuy, lên nhiều quá không nhớ được luôn, nãy giờ lên được mấy món rồi? Hai món rồi, các chị ơi không nhớ nữa. À, chị Thúy 13 collagen, 3 tặng 1 luôn. Rồi bao nhiêu một hộp em? 750k mua 3 tặng 1 là thành 4. Một ngày ăn một gói, một hộp như này dùng được 1 tháng. Nếu ai da mà muốn căng bóng nhanh, nhất là những chị nào mà da chảy xệ nha. Là mấy chị lưu ý giùm em, mấy chị phải nên dùng một ngày 2 gói để da các chị có độ đàn hồi. Riêng thạch lựu này khi một ngày dùng 2 gói vẫn không bị tác dụng gì hết. Và đặc biệt nữa, cái này chị em có thể dùng được luôn. Ok nha các chị yêu của em nha. Ok, nếu mà chị mua dùng người nhà là em có thể tặng chú. Còn bây giờ khách mua từ 5 triệu cho tới 100 triệu đã nói tặng một dòng là một dòng thôi. Tại vì em bán hóa đơn trên 2 triệu là em lấy lọc để em tặng ngày rằm thôi. Chứ một giây của em mấy triệu bạc rồi. Chị Phạm Thị Hà Hà nói ok chị Hà Hà ra. Nhớ ghi số lượng hết nha chị Linh nha. Đó. Các chị ơi dễ lắm. Mà muốn ngon hơn để tủ lạnh. Cái hộp em để trong tủ lạnh rồi. Giờ khui cho khách coi là phải ăn cho khách coi. Ngon. Ngon cực kỳ ngon. Ngon khách ơi. Thơm lắm. Em ăn nữa em ăn cái gói thứ hai. Em nói trước. Nãy em ăn gói. Lần ăn gói. Ngon lắm đó chị ơi. Siêu ngon. Siêu ngon. Ngon lắm luôn. Mua ăn thử ạ. Hộp 30 gói á. Thạch lựu collagen là bây giờ cháy lắm, không có hàng đâu. Đó, nhiều lắm. Rồi bây giờ bé anh sẽ lên tiếp nha. Chị có đơn Trương Minh Anh, chị Hà Phương. Ok em chốt cho Hà Phương. Trời ơi, không giảm chốt nữa luôn. Thôi mấy chị cứ cầm anh được mấy hộp à. Trời ơi sao nhiều quá vậy. Thôi các chị ơi, em qua sản phẩm khác. Không dám bán là collagen lựu nữa, không có hàng trả đơn. Rồi bây giờ em sẽ qua tiếp tục qua một cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này
nhìn bên này. Chị Thúy Mùi ạ, các chị có nên nhớ giùm em, cái hóa đơn trên 2 triệu là em lấy vía để em tặng các chị, chứ không em không bắt ép ai mua hàng đâu. Vì em nói trước là em tặng lấy lọc, nên là cái vòng đã 4 triệu mấy rồi. Còn ai yêu thương em thì mua đủ 4 triệu mấy là bằng tiền cái vòng luôn cho em vui. Chứ em nói với các chị là hôm nay là em lấy lọc lấy tương tác thôi. Bây giờ bé Anh sẽ lên một cái sản phẩm này của Sang A luôn nè. Đây là trà bưởi đỏ của Jeju. Các chị ơi, các chị à, nếu mà các chị muốn giảm cân á, không phải là giảm cân mà kiểu là để xuống ký oành oạch như là thuốc giảm cân đầu thải mỡ đâu. Dòng này nó có một cái tinh chất là nó có cái gọi là có, vừa có trà ngũ vị tứ mà nó vừa có là trà bưởi đỏ của Jeju. Cái thằng này các chị uống vô, thứ nhất đào thải độc tố, giảm mỡ trong cơ thể, và đặc biệt nữa cái thằng này các chị ơi uống số 1 luôn cho em. Ai đang mở nè, em mới than với ông Ngô xong, em nói là dạo này ăn Tết em lên 5kg rồi. Trời ơi, gửi hàng mà gửi bằng đường bay nữa, các chị biết tiền cước bao nhiêu không? Tiền cước bao nhiêu tiền không? Tiền cước bằng tiền hàng luôn á. Tiền cước bằng tiền hàng luôn á. Bây giờ bé Anh mở ra cho coi, đây là trà bưởi thứ nhất, trà bưởi đỏ của Jeju nha. Cái này các chị ơi uống vào, vừa giảm mỡ, và đặc biệt nó sẽ giảm mỡ tuyệt chiêu. Ông Ngô nói là bên Hàn Quốc người ta hay dùng cái này để người ta dùng để người ta thải mỡ đi qua đường tiểu. Nó sẽ giúp đường tiểu và đường phân á, và nó sẽ không bị chảy mồ hôi như những cái thải mỡ khác. Nó là giảm mỡ, là mỡ ở trong máu, chứ không phải là mỡ mà xuống cân ào ào như những cái loại giảm mỡ kia. Và đặc biệt cái dòng này rất là tốt, collagen hồi nãy bà bầu dùng được nha các chị nha. Cái dòng này các chị dùng thoải mái nè, cực kỳ sướng nè. Và đặc biệt là cũng có chương trình mới giảm thôi. Chơi luôn, mở ra cho khách coi. Tốt lắm các chị ơi, tất cả đều có tem. Và hàng nhà em là đát mới hết. Đát là tháng 8 năm 2022 các chị nha. Chị Linh tháo khéo ra cho khách coi. Gần chục triệu không mà tiền cước đi đường bay mắc lắm. Tại vì á, ổng có hỏi là bây giờ đi đường tàu á thì ok không. Em nói là thôi đừng gửi đường tàu. Trước Tết em bị dịch một đống đường tàu rồi. Bây giờ em chỉ đi đường bay cho em thôi. Mà các chị tin không, cái tiền cước gần bằng cái tiền hàng luôn á. Em nói điêu em mất lọc á. Em mới về thơm bộ khớp, tại vì khách sĩ đắt nhiều. Em về bộ khớp 100 mấy chục triệu. Tiền cước là đã 90 mấy triệu tiền cước rồi, đi đường bằng máy bay. Và đặc biệt nữa các chị lưu ý là thực phẩm chức năng với lại những cái đồ mỹ phẩm là em đều cho đi máy bay hết. Nhưng mà đợt này nó bị tắc biên nên cái gì nó cũng lên hết á. Collagen cũng lên luôn mà tiền cước nó cũng lên luôn. Choáng váng mặt mày mà bán hàng cho khách mà cứ bán như giá cũ là bán không được. Nên là em cũng không dám về hàng luôn là vậy á, thiệt sự luôn á. Chứ không phải không có hàng bán đâu mà không dám về hàng luôn. Tại vì giờ cái gì cũng lên hết á. Mà khách thì bây giờ người ta lại muốn mua cái giá giảm như đợt trước thì bây giờ cũng khó. Cái này nè, nó ngon lắm. Này có nấm hoa không? Không có nấm hoa chị ơi. Cái này ý, nó là dạng nước nha, chứ không phải là dạng thạch. Các chị pha cái gói này với nước, các chị uống, các chị sẽ được giảm mỡ, đào thải độc tố. Hồi trước em có bán cái loại này, em có bán cái loại này. Nếu khách hàng coi like nhiều là sẽ nhớ nha. Khách hàng coi like nhiều là sẽ nhớ. Em có bán một cái loại này. Loại này là đào thải độc tố. Cái loại trà bưởi này nè, trà bưởi của Jeju, trà bưởi đỏ này nè, nó vừa là đào thải độc tố, nó vừa làm cho da các chị đẹp, mà nó có giống như nó có từ Omicha nữa. Nó sẽ làm cho các chị an vị thần kinh hơn, dễ ngủ hơn. Và đặc biệt nữa, từ 18 tuổi đổ lên dùng được cái này. Hôm bữa chị bầu tặng vòng ngọc trai đen thì hồi đẹp xuất sắc luôn á, mình nên yêu. Từ cái ngọc trai đen đó hiếm lắm á chị, không có hàng đâu. Hello Minh Anh, chị là Vũ Trần nè, không có máy để xem luôn kkk. Đợi lấy lọc đó chị Lưu Nguyễn. Ok, từ hôm nay cho tới tối là sẽ live vòng, yên tâm. Chị Hà Trân, em ơi có ốc anh Vũ không? Có luôn, lát lên luôn ốc anh Vũ. Chị Xuân Nguyên, chị nhận hàng rồi nhưng mật ong tặng kèm đổ tùm lum luôn buồn. Ôi trời ơi, đơn của chị Xuân Nguyên sao bị đổ vậy? Vậy là bên giao hàng rồi, chụp qua giùm em đi. Nếu mà đổ nhiều quá thì em anh phải gửi lại thôi. Còn nếu mà đổ ít xíu thì thông cảm. Còn đổ nhiều quá thì phải gửi lại trả cho khách chứ. Em anh làm bán hàng uy tín, các chị khỏi lo. Bên một hộp này là nó cũng nhiều hơn luôn.
nó cũng sẽ có cho bé anh là tới 30 gói, nhưng trong đây là 5,98 mg, trong đây nó có collagen nữa, và nó sẽ có 98% là từ bưởi ép luôn, chứ nó không có ít phần trăm từ bưởi. Nên người ta nói ở Việt Nam uống bưởi là giảm cân, nhưng ở bên Hàn Quốc nó là từ quả bưởi đỏ nữa. Nó sẽ lưu thông máu huyết, đào thải độc tố, giảm mỡ, đi qua đường tiểu, đường phân. Chị vừa mới thấy collagen gói bao nhiêu vậy Minh Anh? Chị điện cơ quốc cường không dám chốt nữa đâu, sợ hết hàng rồi. Collagen hồi nãy like 750 một hộp, thạch căng bóng da collagen, ai lấy 3 tặng 1 là thành 4. Đợi mốt mua con tì hưu vàng. Trời ơi, đó, không dám đi đường tàu lần vậy đó. Bây giờ đường tàu nó chưa có về hàng nữa. Hàng mỹ phẩm của em đặt, cái sữa rửa mặt em đặt bây giờ em còn chưa có luôn, mà đặt 1 tháng hơn rồi các chị. Rồi bây giờ em like cái qua cái trà bưởi này nha. Khách mua trà bưởi uống nha, trà bưởi uống tốt cực kỳ luôn khách ơi. Một hộp như này là sẽ có 30 gói. Chị nào lấy comment trên like giùm bé anh. Thôi bán khách. Cái loại này mắc hơn collagen kia luôn á. Mắc lắm. Bán khách bằng giá với collagen luôn, chơi lớn. Trà bưởi với chị nha, chị có 750k. 750.000 đồng một hộp trà bưởi luôn. Loại này hàng đắt tiền. Mua bên đó toàn triệu hơn không à, mà chưa tính cướp được này. Mà hàng bây giờ về khó lắm. Chị nào lấy 3 trà bưởi tặng 1 là thành 4, chơi lớn luôn. Một hộp của nó là sẽ có 30 gói ở bên trong đây. Uống ngon, cực kỳ ngon luôn. Ngon lắm luôn đó chị ơi. À, chị nào, chị bảo cho môi em chốt dư thạch lụ, nếu có thì em mới gọi nha. Không, ví dụ em gọi khách nào không được là em bán qua cho chị. Chứ còn giờ là thạch lụ bây giờ là đã quá số lượng bán rồi. Không còn, không biết còn đủ hàng hay không. Nên chị nào lấy comment trên like. Ổng bây giờ là ổng đang đi gom đó. Ô, bây giờ ổng đang cử người xếp hàng để đi gom đó. Đang đi gom cái collagen này đó. Collagen á, cái này là có hàng đắt, hàng giả nữa nha. Cái này là tất cả là hàng nguyên siêu và đắt mới nha. Em để gần hộp thật lụ chị coi giống như em gái chị uống không em, chị Kim Kim? Dạ không ạ. Cái thật lụ này nó khác cái thật lụ khác chứ chị ạ. Thật lụ này nó khác cái thật lụ khác chứ chị ạ. Loại này khác hợp cái loại khác nha các chị nha, lưu ý giùm em nha. Rồi bây giờ bé anh sẽ lên trà bưởi uống đi các chị ơi. Thạch lụ là không có dám chốt nữa đâu, biết sợ không, biết còn hàng hay không đây nè. Gọi ai không được, ai không bắt máy là em bắt qua cho khách khác nha. Ai mua trà bưởi, mua uống thử đi, tốt lắm. Cái này các chị pha vô trong một cái gói á, chốt cho chị. À ok, để em dán ạ. Nãy giờ chốt hơi nhiều rồi nên không biết làm sao đây. Cái trà bưởi này nè, các chị uống thử giùm em đi, tốt lắm. Em cũng uống rồi. Cái này á, nó uống á, các chị pha với ít nước, các chị cho ít đá vô, các chị uống rất là ngon. Đợt trước em có về một cái loại là cái loại lụ collagen, cái loại này nè, nó tựa tựa luôn, nó tựa tựa như thế này luôn, uống ngon lắm. Lấy hai thứ ba hộp thì tặng một, phải lấy ba hộp collagen mới được tặng một chị ạ. Chốt cho chị thành lụ chưa vậy Minh Anh? Chị Kim Kim ạ. À, hồi nãy có đọc Kim Kim không? Em không nhớ luôn á, nhiều quá rồi á. Chị Kim Kim có lấy không? Chị Kim Kim có lấy không? Em không nhớ luôn á. Rồi bây giờ em like cái trà bưởi nè. Ai mua trà bưởi thử đi. Ai mua trà bưởi xài thử đi. Trà bưởi tốt lắm, mua thử giùm bé anh đi. Cái này em anh bán tặng các chị thôi, lấy quà tri ân thôi. Một hộp 30 gói nhiều lắm. Thường thường những cái loại kia đó chỉ có 20 gói thôi. Nhưng riêng trà bưởi ở đảo Jeju này cực kỳ tốt luôn. Một hộp của nó cho tới 30 gói, uống giảm mỡ. Các chị cứ mua tham khảo thử nha. 750 một hộp đi ạ. Chị Tâm Vạn, chị hỏi sản phẩm nào phải chị comment sản phẩm lên giùm bé anh nha. Hello, em chào chị Phạm Hương nè. Mình chốt trong tin nhắn nha Minh Anh. Ok chị Hiệp Phan. Đó, ai lấy thì comment giùm bé anh. Trà bưởi với mấy chị nha, chứ có 750k. Ok chị Hà Nguyễn ạ. Ba trà bưởi tặng một, chốt cho chị Hà Nguyễn nè. Chị nào lấy comment trên like ghi giùm em là trà bưởi chê chung. Ghi giùm em là trà bưởi chai chu, vừa giảm mỡ vừa đào thải độc tố. Chị Nguyễn Hòa, like này không biết có lên vòng kịp không, cứ coi like đi. Bây giờ không biết có lên vòng kịp không nữa, cứ coi like. Hôm nay em còn phải lên ốc anh Vũ nè, khách hỏi ốc anh Vũ nhiều quá luôn nè. Ốc anh Vũ khách hỏi từ hồi đăng bài cho tới giờ luôn rồi đó. Trà bưởi giảm mỡ nha. Loại này là không phải là giảm cân bay vèo vèo nha. Loại này là giảm mỡ luôn, nhất là những chị nào bị tiểu đường, mỡ trong máu, và đặc biệt nữa là nóng trong người. Các chị uống trà bưởi nó sẽ đào thải, thanh lọc cơ thể
Và đặc biệt nữa, cái này nó cũng sẽ lọc tha, lọc gan và lọc thận cho mấy chị luôn. Một hộp 750 các chị dùng được cho em là tới 1 tháng. 1 tháng trời để mình sử dụng nha các chị nha. Ai lấy nữa thì comment trên like. Ok chị ạ, à, chị Linh. Ok chị Linh. Ok chị Linh Cao Kiều nè, một hộp trà bưởi uống thử, muốn uống thử thì mua hộp thôi. Còn nếu ai hồi trước đã dùng những cái loại trà bưởi rồi thì mua lấy 3 tặng 1 thành 4 cho nó tiện nha các chị nha. Chơi luôn vậy đi. Rồi bây giờ bé Anh sẽ sell qua cái sản phẩm nào nữa ạ? Bây giờ mình bán qua gì nữa ta? Khách nhà mình thích collagen nhờ. Collagen các chị ơi, mua giá hồi lắm. Ở ngoài người ta bán bắt các chị phải mua giá cao lắm á. Thường thường một collagen nó bán 900 mấy 1 triệu hơn một hộp á. Không có giá giảm đâu. Rồi bây giờ bán gì nữa? Ở cái hộp này là em đã tháo ra ăn rồi, là không có đóng vô cho khách nha. Cái hộp này của em á, để cho em đi. Collagen đi, chị đang chờ. Ok chị Đồng Nhi Lam. Ok luôn, lấy của khách tặng. Nha, hồi nãy nhắn rồi phải không? Cái chị Bến Tre nhắn rồi đúng không? Ừ, nhắn rồi vậy đi. Chưa nhắn rồi, mai mốt qua đòi nợ nữa chết rồi. Sáng mùng 1 đòi nợ nữa khổ lắm á. Hồi Tết thấy lư hương thần chủ thổ. Minh Anh, hồi Tết mình thay lư hương thần chủ thổ, quên đem cựu ốc nguyên khói. Chị Hiệp Phan, giờ mở ra cũng được, không bị gì đâu. Lâu lâu, ví dụ khách em mà bây giờ mới thỉnh nè, là khách em bỏ vô được á. Chị Tâm Vạn nói là hai bữa cộng một lụ thì tặng một là bốn được không? Ôi trời ơi, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn Tâm Vạn, kèm theo số điện thoại giùm em nhé. Ok chơi luôn. Hôm nay nói giọng miền Bắc nghe vui vui. Em nói thiệt với mấy chị, em bị like. Em là gốc ở nhà em là Hải Phòng, mà em ở trong Nam nhiều quá. Hồi xưa thì em nói giọng Nam, mà lâu lâu em gặp những người Bắc em nói giọng ra Bắc. Như Hưng nói giọng Bắc này, em nói hồi là em nói giọng Bắc với Hưng luôn. Mà ai thích nghe em còn nói giọng Huế được nè mấy chị. Chị mua hộ trà bưởi cho khách, 3 trà bưởi em tặng vòng trầm nha. Chị mua hộ đó em rồi, ok luôn. Ok luôn. Ai lấy trà bưởi nữa comment. Hôm nay nghe nói giọng ôi chị Liêu Nguyễn nhận được vòng chưa? Có vòng phong thủy hôm em lên cho chị xem với. Ôi chị Thi Hùng Trang Lê, dạ có, đợi em xíu. Ok chị lấy nha. Ok chị Tâm Vạn luôn, nhớ đọc kỹ tin nhắn cho khách. Ốc Anh Vũ để dây đeo dây chuyền có bán không anh? Là bao nhiêu? Không có hàng, không có ba hàng ạ. Chị Chi Huỳnh, hai co. Hai co là gì chị Chi Huỳnh ơi? Ai lấy gì comment giùm em. Collagen là mấy chị phải ghi rõ nha. Collagen này là collagen lựu, collagen lựu thạch, collagen lựu. Còn này là collagen bột, phải gọi là thủy phân loại nước. À, bỏ củ ốc đó luôn à Minh Anh ơi, tiếc ghê chị Hiệp Phan. À vậy là thế là bỏ luôn củ ốc rồi, đẹp nha em. Ok, nhận vòng thang phong thủy xong, vừa mới nhận xong khen đẹp là vui rồi. Nhận xong khen đẹp là vui rồi, đợi chút bây giờ bán qua cái này nè. Bây giờ bé anh bán qua cái này nè. Bây giờ bé Anh sẽ lên cho mấy chị. Hồi nãy chị ghi hết số lượng chưa ạ? Lên cho bé Anh cái này, thạch collagen. Nhanh tay thạch cái lộn quên, cứ nói tào lao nữa rồi, collagen bột. Cái collagen này, trời ơi nay uống collagen là hơi nhiều rồi đó, mà phải uống cho khách coi. Sáng mới uống rồi đó. Sáng là ăn sáng xong là uống, một ngày em dùng 2 hộp, một ngày em dùng 2 gói. Nhận được vòng chị gửi thâu nhỏ giùm chị chưa thấy vòng. Chị Vũ Trần nhận được vòng chưa? Nhận được dòng hả? Rồi làm vô cho khách chưa? Sửa luôn rồi hả? Sửa rồi chế ơi. Cho chị có việc đi liền nên em lên trước cho chị xem với. Vậy thôi nha. Chị Thi Hùng Trang Lê, tối nay lên coi live đi. Tối nay sẽ live chuyên về phong thủy luôn. Tối nay sẽ live chuyên về phong thủy cho Thi Hùng Trang Lê mua. Tại vì live này em live tùm lum đủ thứ hết á, nên là em đang vừa lên collagen vừa, nên là em sợ không kịp. Chương trình sau em có nói trên live là chị nào mua hóa đơn trên 2 triệu tặng một vòng trầm. Em có hai loại dây trầm, trầm 108 và trầm đơn có hộ phách, nên là khách lấy cái nào cũng được. Collagen uống chua chua ngọt ngọt hơn lắm em. Rồi ok sell luôn. Collagen các chị ơi lưu ý nha, không có giá giảm nhiều nên ai đặt thì comment trên like. Collagen này là dạng bột phân tử, uống dễ lắm nè các chị, dễ lắm, tất cả đều có GMP hết. Đây vòng trầm bao nhiêu em? Chị Úc Ly, vòng trầm là 4.650.000 vòng 108 hạt. Đang gửi à? Gửi rồi. Ngon lắm.
Do ẩn comment á. Ủa Minh Anh kêu nhận được báo chị mà chưa gửi thâu bao nhiêu sao sửa được Minh Anh ơi? Chị sao mà sửa được vậy bà Linh? Hồi bữa gọi chị nói rồi sửa vô một ít. À bà Linh nhân viên em nói là hôm bữa bà Linh bà có gọi rồi, chị có nói làm sao là bà sửa theo ý chị á. Để lát bà chưa gửi cái dòng của phơi của chị phải không? Lát em chụp lại em gửi qua Zalo cho chị coi. Chị kêu thâu nhỏ hơn á, bà Linh bà mới nói em vậy. Tại vì đơn dòng là bà hay quan sát đơn dòng lắm, nên là khách nào là bà nhớ hết. Tuần màu, tuần hoàng máu không có chị ơi, tuần hoàng máu không còn. Vòng phong thủy thôi để tối đi. Vòng phong thủy tối like, vòng phong thủy tối like chuyên sâu vòng phong thủy luôn. Chưa khách coi hai ba sản phẩm em like không có kịp. Collagen hồi nãy với anh like nhiều. Một hộp của nó có 30 gói ở bên trong. Collagen này các chị uống mờ nám nha. Không chị chưa gọi mà Minh Anh hay là em nói ở trên live ở trong tin nhắn á, chị Vũ Trần đọc tin nhắn giùm em đi, nhân viên nói là đọc trong tin nhắn á, rồi bạn làm vòng á, bạn nói là vòng chị bị rộng thu nhỏ lại cho chị á. Chị coi trong tin nhắn phải nhắn vậy không, bé anh không nhớ luôn. Thôi giờ sale collagen, chị mong cái vòng và áo gửi chị chưa gửi rồi, hàng gửi rồi, hàng nào không không nào là xài giải quyết hôm đó hết rồi tình yêu ơi. Một hộp collagen này giá 1,2 triệu, like này bé anh tặng luôn, nhớ giùm em collagen là không có giảm nữa nha. Qua tháng sau là một tháng hơn nữa là sẽ về tiếp đồ collagen mới, nhưng mà hiện tại là tiền cước giao hàng nó bị lên nên em sẽ không có giảm như đợt trước nữa đâu. Nên các chị lưu ý, lát chị gửi nhà, nhờ nhà giờ bé chị đang học online rồi, ok. Bé anh sale mấy chị luôn, một hộp bình thường bé anh bán 1,2 triệu. Hôm nay collagen bé anh sale còn 600 ngàn đồng một hộp collagen đi, chơi lớn luôn. Đọc like. Collagen cho mấy chị nha, bây giờ chỉ 600k mua 3 tặng 1. À, chị Ngọc Thái em ơi, sao collagen của em không có dấu mộc GMB vậy? Em nói cho chị Ngọc Thái nghe, dấu mộc GMB là cái dấu mộc đạt gọi là chất lượng từ khi Hàn Quốc mình, nếu mà mình làm hàng ở bên Hàn Quốc có cái dấu mộc GMB là khi về đây thì các chị mới thấy được cái dấu mộc GMB. Còn cái hộp collagen này là dòng body set, là sản phẩm này là hàng nội địa của Hàn Quốc rồi, không cần phải có cái dấu mộc đó nữa. Khi mà mình xuất hàng, mình làm hàng Hàn Quốc, giống như em, nếu mà em làm hàng độc quyền từ Hàn Quốc nha, cái sản phẩm độc quyền Hàn Quốc nha, là nó sẽ được cấp phép một cái dấu mộc GMB để khi thực phẩm chức năng mà gửi về đây khách hàng người ta mới dám uống. Nhưng cái dòng này là hàng nội địa Hàn Quốc và bán mạnh ở tại sân bay luôn. Các chị có thể search body set hoặc các chị check cái mã code, nó sẽ ra hết cái app ở bên hàng hết, Hàn Quốc hết. Các chị sẽ thấy một hộp là nó ghi cho em bao nhiêu ngàn đô, 20 mấy ngàn đô một hộp như thế này, cái 20 mấy ngàn won một hộp, các chị cứ tính đi là 1 triệu hơn một hộp rồi. Tất cả nhà bên em giấy tờ đầy đủ hết, tất cả hàng collagen nhà em giấy tờ đầy đủ hết, khách khen rất là nhiều. Đây collagen Labby collagen và loại này là có xuất qua ở bên nước ngoài luôn, là bên Mỹ luôn và bên Úc cũng có luôn, Canada cũng có luôn. Đây là body set, nó là xuất nhập khẩu ở tất cả các nước. Nên các chị ơi, các chị có thể tham khảo giùm bé anh. Còn riêng hạt độc quyền là sao? Là em làm hàng, em có giấy tờ, em phải đạt chuẩn GMP, hàng tốt thì khách uống mới tốt. Còn riêng dòng này người ta đã bán gần mười mấy năm trời ở trên thị trường Hàn Quốc rồi. Sợi dây mình đeo nó bị đen Minh Anh à, chị Tuyết Mai ơi. Có người ta đeo, người mồ hôi muối, người mồ hôi dầu. Chị đeo đen, chị mua cái dây lâu bạc á, chị lâu là mới như tin luôn. Nên chị yên tâm nhé. Hai collagen thạch lựu cộng một trà bưởi tặng một được không? Dạ được chị Điện Cơ Quốc Cường. Được chị Vũ ơi, lên số điện thoại giùm em luôn để nhân viên em chốt đơn qua số này nhá. Rồi bây giờ bé anh sale với chị là 600 nghìn đồng một hộp. Ai lấy 2 tặng 1 thành 3. Rồi chốt tại live giùm bé anh luôn. Collagen nha mấy chị nha, collagen bộ bây giờ chỉ còn 600k mua 2 tặng 1 à. Collagen này bao nhiêu gói? Ai đặt collagen thì lưu ý ghi giúp em là collagen phân tử nha. Loại này là loại bột nha, còn cái kia là loại thạch nha. Collagen hồi nãy là collagen căng bóng da, còn collagen này nó sẽ là collagen bột phân tử. Một hộp của nó là sẽ tới 30 gói. Các chị dùng được cho bé anh là được 1 tháng, 30 gói được 1 tháng. Trà bưởi của Jeju nè chị. Đây, trà bưởi của Jeju nè chị quên rồi. Chị gì đang đọc ai quên rồi. Ngọc Thái. Chị Ngọc Thái.
theo dõi comment của khách đi, để em không thấy comment khách thì chị đọc lên giùm em chứ. Chị Ngọc Thái, một hộp của nó là sẽ có 30 gói. Cái này là vừa giảm mỡ, đào thải độc tố, và đặc biệt nhất là những chị nào bị tiểu đường, nhà mình có ai bị mỡ trong máu. Cái này là đàn ông và phụ nữ đều dùng được nha, chứ không phải là mỗi mình phụ nữ nha. Đàn ông và phụ nữ đều dùng được luôn. Ai mà bị mỡ trong máu, bị tiểu đường nè, gan nhiễm mỡ thì cho dùng cái giảm trà bưởi đỏ của Jeju này tốt lắm. Các chị nên dùng nha, tốt cực kỳ luôn á, bao tốt luôn. Rồi chị Thu Anh Nguyễn, Thu Anh Nguyễn có số điện thoại chưa? Thu Anh Nguyễn lên số điện thoại giùm em luôn. À, hai collagen phân tử, hai collagen tặng một là thành ba, hai collagen tặng một là thành ba, và tặng cho nếu ai mua trên hóa đơn 2 triệu là tặng cái vòng trà bưởi. Chị Thu Anh Nguyễn lên số điện thoại he. À, thạch lựu bao nhiêu Minh Anh? Chị Anh Minh, thạch lựu hồi nãy là bán nhiêu rồi, chết rồi không dám bán, đâu có hàng. 750 một hộp, mua 3 tặng 1 là thành 4. Hồi nãy bé anh có like. Collagen phân tử thì đâu có được tặng, mua 2 tặng 1 thôi, đâu có được mà mua 2 tặng. Chị ghi dấu cộng mà chị đọc sao vậy? Trà bưởi. Là chị muốn thêm mua hộp trà bưởi nữa. Trời ơi, đọc like kỹ vô giùm em. 750 một hộp tình yêu ơi. 750.000 một hộp, 750.000 một hộp nha. Trà bưởi à, mua 3 trà bưởi tặng 1 là thành 4. Ai mua chưa thôi mua thử uống tốt lắm các chị ơi. Ok, chị Đồng Nhi Lam 2 collagen ạ, chị Huyền Huỳnh 2 collagen ạ, chị Lâm Trần 2 collagen. Khách nào khách hàng mới lưu ý lên số điện thoại giùm em nha. Vì để nhân viên gọi điện thoại chốt đơn nha. Trà bưởi đào thải độc tố, giảm mỡ và đặc biệt thanh lọc cơ thể, mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, nóng trong người, dùng được cho em cái này luôn. Cái này là lọc tốt cho thận luôn nè. Bưởi tốt cực kỳ mà phải là bưởi đỏ của Jeju nha các chị nha. Ai lấy thì comment trên like giùm bé anh, một hộp to lắm. Cái này là 30 gói dùng được cho em 1 tháng. 30 gói dùng cho em 1 tháng. Ông Ô ổng nói là ở bên Hàn Quốc người ta dùng một hộp như này là 30 gói người ta dùng được, người ta xuống. Có nhiều người á, người ta dùng người ta xuống được 2kg, 4kg luôn á, tùy cơ địa luôn á. Là các chị biết nói lọc cái mỡ. Nếu mà gặp lọc mỡ thành công á, là nó không phải là tuột cái người mình là nhìn ốm liền đâu. Cái loại đó là sẽ là tuột giảm cân mất nước. Nhưng cái loại bưởi đỏ này nè, ông Ngô cũng nói á, là khi mà bên người Hàn Quốc người ta uống, nó sẽ thải qua đường tiểu, trong lớp tiểu nó sẽ có cái váng mỡ dầu, nó thanh lọc qua đường tiểu đó. Và nó sẽ làm giảm cái mỡ ở trong nội tạng. Mỡ nội tạng là mỡ khó giảm nhất, là cái mỡ ở bên trong cơ thể của mình luôn. Mình phải giảm được cái mỡ đó thì các chị mới không có bệnh được. Còn mỡ thông thường ở trên da, mình nhìn lớp da, mình dùng cái nanh, những cái sản phẩm mà gọi là giảm cân thông thường thì nó chỉ đẩy ra, nó sẽ làm cho mình bị mất nước thôi và mình sẽ bị rất là mệt. Nhưng những cái loại này là mình vừa uống thanh lọc, và nam và nữ đều dùng được luôn, chứ không phải những người giảm mỡ mà dùng. Nhưng nếu các chị dùng kiên trì, ổng nói có khách ở bên Hàn Quốc là một tháng có thể xuống được 2-3kg, 4kg luôn á, tùy cơ địa của người hấp thụ được hay không. Cái loại này rất là tốt, ổng nói là bán rất là chạy, các chị có thể tham khảo ha. Collagen là hồi nãy bán nhiêu quên rồi, 600k nha mấy chị, 600 mua 2 tặng 1 là thành 3. Chị Hiền Nguyễn, em ơi có bổ khớp không? Bổ mắt rồi, ok, lên bổ mắt bổ khớp luôn nè, trời đất ơi, lên bổ mắt bổ khớp luôn mấy chị ơi. Lấy em hộp bổ mắt bổ khớp chị Linh ơi. Chị nào hỏi bổ mắt hộ khớp tranh thủ trên livestream ngày hôm nay giùm bé anh nha. Lên tiếp tục bổ mắt mà phải mua bổ khớp đi, bổ khớp khách hỏi nhiều. Bổ khớp khách hỏi nhiều lắm, để bé anh lên cho mấy chị mua. Đây. Bổ mắt khách hỏi cực kỳ nhiều luôn. Cái vòng trầm là có hai loại nha chị. Chị Hi Nguyễn nói tặng vòng trầm nào? Em sẽ có hai loại vòng trầm. Đây, một là nó là cái trầm 108 hạt, và hai là nó sẽ là cái trầm như thế này bé anh đang cầm trên tay, là trầm đơn, là trầm vòng. Cái này là của Philip, và đặc biệt nữa là nó sẽ có hai cái viên hổ phách. Hai cái viên này thôi là hết cho em 1 triệu, hơn hai viên rồi đó. Một viên đã là 700-800 ngàn một viên rồi, nó cân theo gam để nó bán. Chị ơi, vòng nhà em là 4 triệu, 5 triệu không mà. Không phải hàng thường, nay em lấy lọc 25 người thôi ạ. Chị Di Huỳnh nói là 3 lụ. Không biết còn lụ để bán không đây. Chị Gonarara là giá trà bưởi bao nhiêu? Giá trà bưởi là 750 ngàn. 750 ngàn một hộp, sử dụng được 1 tháng. Một hộp trà bưởi đỏ ở Jeju 750. Mua 3 hộp trà bưởi, tặng 1 hộp trà bưởi là thành 4. Rồi, ok. Ai lấy comment giùm bé anh ha. Chị có 2 sợi dây hơi rộng,
chị có hai sợi dây hơi rộng hôm nào ghé shop, ok được luôn chị Ngọc Thái. Sữa hay gì thế nào các chị có thể còn bên thoải mái. Còn nếu ai muốn đổi trả hàng như thế nào ra duyên các chị có thể đổi trả giùm em. Lưu ý nha, tại vì em thì cũng tin lành phong thủy lắm. Mình ra duyên mình đổi hàng với lại để một năm người ta không có bị tì cái vết hồi đầu năm á, cho một năm nó đều may mắn thuận lợi. Ai mà có vấn đề như thế nào đổi trả thì ra duyên là ra tháng 1 mình có thể nhắn, mình có thể báo bên em đó. Còn chứ đừng đừng để trong duyên nhắn nha, tội em chết mấy chị ơi. Hồi nãy ai hỏi bộ mắt, cờ bên bộ mắt, viên hộ phách có theo mệnh không Minh Anh hay là giống nhau? Viên hộ phách này rất là tốt. Hộ phách này là mệnh nào cũng đeo được hết chị Điện Cơ Quốc Cường. Mệnh nào cũng đeo được hết, kim thủy mộc hỏa thổ. Trầm hương là nó có tác dụng trừ tà, khỏe mạnh cơ thể và đặc biệt nó sẽ làm đầu óc thông thái, giảm stress. Còn cái hộ phách là nó về thiên về chức năng luôn á, là tốt cho sức khỏe và tránh gió. Nên hầu như tại sao khách sĩ em á, người ta nhờ, người ta thích sâu giùm lắm. Tại vì sao? Tại vì người ta bán mà. Ví dụ nha, người ta lấy nha em là mấy triệu một sợi, người ta bán ra người ta bán 6-7 triệu cũng được. Nhưng mà tất cả đều hàng này là đều có giấy tờ và 100% là trầm thiên nhiên. Thì người ta bán ở trên mạng cũng rất là nhiều, người ta có thể sâu với đá. Nhưng mà em á thì em cũng rất là thích cái chị này, vì chị kêu là sâu với lại hổ phách. Tại vì sao? Hổ phách nó không có rẻ luôn, nhưng mà hổ phách nó khỏe. Trầm hương mà kết với hộ phách nữa là cái chị mang, thứ nhất là thứ nhất trừ tà. Ai mà ngủ ngon, ai mà mất ngủ nào ngủ được luôn nè. Ai hay bệnh tật nhiều dùng được hộ phách luôn. Nếu ai hay mệt nhiều là dùng hộ phách. Như cái dây cham của em anh nè, cái dây này là cái dây bé anh đang đeo nha. Cái dây này là cái dây bé anh đang leo nha. Cái dây này bé anh đang đeo nha mấy chị. Cái này là thạch anh tóc vàng kết hợp với lại hộ phách, là cái dây bé anh của em. Cái dây này là em cũng đeo kết hợp với lại hộ phách hạt dài luôn á. Tại vì đeo hộ phách khỏe lắm. Các chị ai mà mệt trong người là dùng hộ phách tốt lắm. Chị Anh Minh là ba hộp lụa bao nhiêu? Một hộp là 750 đó chị. Mua 3 tặng 1 thành 4 á. Hồi nãy có like rồi đó. Mấy chị có hình dung giùm bé Anh ha. Rồi bây giờ bé Anh sẽ lên tiếp một loại thực phẩm chức năng. Hồi nãy có người hỏi đúng không? Có, Hằng Lê. Chị Hằng Lê. Rồi chị nào nữa, mấy người hỏi bộ mắt lợn có đọc like nè. Các chị tin nổi không hồi Tết? Em nói thiệt luôn á, khách bơm cho em một đống hàng luôn á. Không dám, năm sau là không dám ba like gần Tết đâu. Ship tới nhà còn không lấy hàng mà biết bao nhiêu người hồi Tết. Bộ mắt bây giờ còn được có vài hộp nữa thôi luôn á, mấy chục hộp luôn á. Còn xương khớp là hôm nay mới về hàng. Xương khớp là đợt bán hết rồi, xương khớp mới về hàng tiếp. Xương khớp thì mấy chị đỡ lo hơn. Còn bộ mắt thì nếu ai mà mình cận là gần hết rồi thì tranh thủ mua bộ mắt để dành nha. Đây nè, đây là sản phẩm nè, bán chạy ở bên Hàn Quốc nè. Và dòng này là em ký giấy tờ độc quyền nè. Nè, nó đều có GMP, mọc GMP nè. Giấy tờ độc quyền là đều có mọc GMP. Là chỉ ở tại Việt Nam mỗi một mình em bán thôi. Không cấp phép được cho người khác. Tại vì mình đã cọc rồi, độc quyền rồi, là mình một tháng, trong một tháng mình phải lấy số lượng lớn thì người ta mới giữ được cho mình. Tất cả thực phẩm chức năng đã được bảo hiểm y tế, người ta cấp phép là có cái con mọc GMP. Còn thuốc tây là GBB, nó đều có hết những công dụng, hết cái GMP và GBB, các chị có thể lên mạng kiểm tra ha. Rồi và đặc biệt nữa, cái dòng này đều có tập đoàn Samsung bảo trợ. Hàng Samsung là nó lớn cỡ nào mà nó bảo trợ là sao? Là bị trách nhiệm gì là nó chịu trách nhiệm giùm mình luôn á, là nó đã bảo trợ có con mọc của nó trên đây rồi. Khách hàng mua dùng những sản phẩm này có những con mọc thì các chị dùng cái này, các chị yên tâm. Uống vào trong cơ thể, dùng hàng xịn, đừng dùng hàng dởm. Hello Minh Anh, chị Thủy Nguyễn Thị Thu là ai vợ? Facebook bị hack rồi. Là chị Nguyễn Thị Thủy hả? Hay là chị nào vợ? Mới làm lại mới nè. Chị Thủy Nguyễn Thị Thu là ai vậy? Hay là Nguyễn Thị Thu Thủy ta? Nghi chế đẹp Nguyễn Thị Thu Thủy lắm. Hay mua kem nám với collagen nhà em nè. Mua một lần uống tới mười mấy hộp collagen chứ không có ít. Đây bộ mắt. Ai hỏi bộ mắt comment trên like giùm bé Anh. Bộ mắt ai hỏi comment lại nha. Tất cả một hộp của nó là sẽ có tổng cộng là bao nhiêu, 5 lóc ở bên trong, 5 hộp ở bên trong. Nó là dạng bộ mắt dạng viên nha mấy chị nha, dạng viên. Nó là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc thông thường. Nên các chị uống cái này, những dòng này không bị hại thận. Để em mở ra cho mấy chị coi. Đây, mở ra cho mấy chị coi. Mỗi hộp nó đều có ở bên trong. Bộ mắt thì bé dùng từ 12 tuổi đổ lên cho tới người lớn. Còn bộ xương khớp là phải từ 18 tuổi. Cái này thì mình một ngày á, mình uống cho em là, một ngày mình uống cho em là 2 lần. Mình uống cho em là 2 lần, sáng và chiều sau khi ăn.
bổ mắt và bổ khớp đều như vậy nha, một ngày dùng 2 lần. Chị Hương Lan lấy 4 collagen mà chị lấy collagen nào vậy chị Hương Lan ơi? Ghi rõ giùm em, hồi nãy có collagen bột với lại collagen lụ nữa đó. Không có hàng, không biết còn hàng collagen lụ không đâu nha mấy chế ơi. Nên là không có dám chốn mấy chế. Rồi, ban cho chị coi, cái chị xé bên trong ra nó đều là những cái vị, cái này mình uống bằng viên, không hại thận, uống tốt cực kỳ, bé 12 tuổi dùng được. À, dưới 12 tuổi là không phải là không dùng được nhưng mà không có nên lắm. Chị Lily nói là bổ khớp bao nhiêu, một hộp bổ khớp là giá 1,2 triệu, đợi một xíu. Hôm nay ra lọc nè, à, để cho mấy chị dùng nè, ai đã dùng bổ mắt rồi cho cảm nhận luôn, để lắc lên bổ khớp. Hôm nay lên là lên 2 cái luôn để mấy chị mua, ai có nhu cầu cái nào thì mua cái đó. Một hộp này các chị dùng cho em phải được là gần 2 tháng, rất là tốt. Một ngày dùng 2 viên, một tháng hơn đó, một ngày dùng 2 viên ha. Hello, em chào chị Hồng Nguyễn nè, hai trà bưởi một thạch lựu collagen, ok. Ai lấy thì comment trên like giùm bé Anh nha. Một hộp như này giá 1,2 triệu, hôm nay bé Anh sale mấy chị luôn, bổ mắt. Bữa giá sale nhiêu rồi? Gì? 850 hả? 850 hả? Ủa tôi nhớ hôm bữa tôi sale lấy lọc cho khách rẻ hơn mà. 750 ngàn. Bữa nhớ lại 750 đó, nhưng mà 850 đâu. Hôm bữa em bán khách 750 đúng không khách? Hôm nay em ra lọc luôn 750 ngàn một hộp bổ mắt. Ai lấy bổ mắt comment trên like giùm em. Bổ mắt còn được ít lắm, ai cần bổ mắt là phải tranh thủ đặt nha. Hiện tại là xương khớp thì mới về hàng buổi sáng nay luôn. Thùng xương khớp mới về hàng buổi sáng nay luôn. Xương khớp với bổ mắt đắt rất là xa. Đắt cái chị dùng được là tới 2022. Chị Anh Minh nói Minh Anh lấy cho chị collagen bột thì có tặng vòng không Minh Anh? Mua đủ hóa đơn trên 2 triệu là sẽ được tặng một cái vòng. Em nói rõ ở trên comment rồi nè chế đẹp. Các chị mua cái gì cũng được, em không ép các chị phải mua theo cái này mua kia. Mua đủ hóa đơn trên 2 triệu là được tặng một cái vòng. Các chị lưu ý giùm bé Anh nha. Bổ mắt hôm nay bé Anh bán mấy chị bao nhiêu tiền qua rồi? 750k nha mấy chị nha. Chị Hà Trần nói em ơi làm giá chương trình trước Tết đi, ai cũng hạn hán tôi. Thôi ok, bộ mắt em cho các chị chốt 3 phút tại vì bộ mắt em gần hết rồi. Ai lấy 2 bộ mắt tặng 1 là thành 3. Rồi chốt tại trên live giùm mấy anh. Mấy chị nha, có 750k mua 2 tặng 1 cho chị nha. 2 bộ mắt tặng 1 là thành 3. Các chị ơi, thực phẩm chức năng là bây giờ đang cạn kiệt luôn, giờ cái gì nhà cũng hết, tuần hàng máu nấm hoa rồi mấy cái gì nói chung là cần thiết nhất cũng hết rồi. Nên là còn được ít, bộ mắt cũng gần chuẩn bị là sắp tuyệt chủng rồi nè. Mà bộ mắt nó chỉ có đợt sale thôi. Nên là qua đợt sale khác, ví dụ hết cái dòng bộ mắt này, bắt buộc là ông cho em phải đi kiếm thêm một cái loại bộ mắt khác, ví dụ tốt hơn, hay là nó tương tự như này, đạt chuẩn GMP để em về em độc quyền ở tại Việt Nam em bán. Tất cả đều là 100% là hàng chuẩn hết. Ai đã dùng hàng bổ mắt rồi cho cảm nhận nha. Bổ mắt này thứ nhất, nó dành cho người 12 tuổi đổ lên, và đặc biệt nữa là những người lớn tuổi, người già dùng được luôn. Những nếu chị nào mình dùng bổ mắt trong một cái liệu trình là như thế nào, 3 hộp, 6 hộp đi, dùng trong thời gian lâu dài, nó sẽ giảm cái độ cận của mấy chị. Tối mua tiếp được không? Dạ không, bé Anh tính trong cái live stream này. Lưu ý giùm bé Anh nha mấy chị nha. Lưu ý giùm bé Anh tính trong cái line này. Nó sẽ làm giảm cái độ cận viễn loạn thị. Và đặc biệt nhất là những chị nào mà mình bị khô cái giác mạc, mình nên dùng cái loại bổ mắt này. Em là bị tật gọi là viễn loạn tật khúc xạ, là một mắt em 0,5 độ nhưng một mắt em tới 5 độ rưỡi. Nên em livestream em nhìn cho khách là em nhìn bằng một con mắt bên phải thôi. Em nhìn con mắt phải thôi, em yếu con mắt trái lắm. Bây giờ mà em che, bác sĩ á, em đi khám bác sĩ bắt em đó bây giờ là phải bịt một mắt lại để nhìn á. Các chị biết làm sao không? Bịt một mắt lại để nhìn là sao? Bắt em vậy nè, bắt em bịt cái con mắt tốt để em nhìn cái con mắt yếu, để bắt cái con mắt này nè nó không có lười hoạt động, nó phải hoạt động. Để không thôi bác sĩ nói nếu mà em không chịu làm như vậy là mai mốt là em không thấy được một mắt luôn. Tại vì cái này là em bị tật khúc xạ luôn á, là ở trong cơ thể em rồi, là bây giờ 5 độ mấy rồi. Nên là em cũng lo lắm, nhưng mà để vài bữa nữa chắc là đi khám mắt coi là có bắn mắt hay là làm được hay gì nữa không. Chứ bác sĩ nói là nếu mà trong một thời gian dài mấy năm nữa mà em không chịu làm như vậy là một bên mắt em không thấy đường luôn. Mà cái này là em bị từ gen từ mẹ em rồi, nên là nó cũng hơi khổ xíu. Nhưng mà bị cái bệnh của như em á, nó sẽ hay bị gọi là mít ướt. Không phải là em mít ướt đâu, nhưng mà mắt của em rất là yếu. Ví dụ như em nhìn ở đâu đó, điều tiết một cái gì đó quá nhiều là nó chảy nước mắt, hoặc là tự nhiên mình xúc động nhẹ là nó tự rơi nước mắt à, chứ không phải mình mít ướt đâu.
Nhưng mà cái này là do mắt của mình nó yếu, nó không có điều tiết được. Nó làm lúc nào cũng hay bị rưng rưng nước mắt hết á. Nên là nó cũng hơi bị khổ. Nên nhưng mà khi mà dùng cái loại cái này nè, nó sẽ cải thiện và nó sẽ cân bằng được độ pH ở trong cái con mắt của mình luôn. Nhất là những chị nào bị khô hoặc những chị nào mà hay chảy nước mắt nhiều thì các chị dùng cái này rất là tốt luôn. Chị 4 collagen mua 2 tặng 1 đó em. 4 collagen mua 2 tặng 1 dạ. Chị còn một ốc Anh Vũ tặng cốc chưa đi cốc, dùng đơn cho chị nha em. Ok chị Hương Lan. Em đi đơn luôn nhé. Chị thạch lựu tốt, loại bột tốt, Minh Anh, chị Anh Minh, loại nào cũng tốt hết. Nếu ai muốn thiên về căng bóng da, các chị nên dùng cái loại này. Siêu căng bóng da mà khách em dùng cả hai. Hai cái đều có một cái sản phẩm chức năng khác riêng. Cái này là mờ nám và tàn nhang, chuyên mờ nám tàn nhang và làm đều màu da. Còn cái này là thạch lựu căng bóng da và tốt cho tuần hoàn máu. Nó làm từ thạch cô đặc và được cái quả lựu nó được ủ lên men. Hàng ủ lên men các chị dùng ở hệ tiêu hóa các chị sẽ rất là tốt. Nó thay thế được một ít của thành phần trong men vi sinh luôn. Ok chị Thanh Diệu 4 collagen tặng 2 rồi, chết rồi không dám chốt nữa đâu. Collagen này có 40 hộp phải không? 40 hộp cho chị Bến Tre. Mấy chị ơi mình chốt vừa vừa giùm bé Anh nha, qua sản phẩm khác ha. Ok mấy chị, collagen phân tử nha, là loại bột phân tử. Cái thằng này là peptide nè, thằng này là peptide nè. Sắp tới ông ô á, ổng đang gom sale cho em thêm một cái sản phẩm nữa là thạch collagen cá. Thạch collagen cá và có chứa cam thanh yên của Jeju. Đó là những cái sản phẩm độc đáo. Có thạch collagen hồng sâm nữa nè, thạch collagen tỏi đen của Hàn Quốc nữa nè. Nó có nhiều loại lắm. Nhưng mà cái vị cam thanh yên và collagen cá, nó làm từ collagen của con cá. Cái đó rất là tốt luôn. Vừa tốt cho mắt, vừa tốt cho da và vừa tốt cho tóc nữa. Nhưng mà hiện tại là chưa có về hàng. Ông đang gom sale mà phải canh nữa các chị. Một người chỉ được mua đúng số lượng đó thôi. 4 collagen là tặng 2 hả Minh Anh? Dạ đúng rồi. Nhưng mà collagen là hồi nãy là em có 40 hộp thôi là của khách. Nên là mấy chị ơi tranh thủ nha. Lưu ý giùm em nha. Nếu mà ai comment sau quá hết hàng thì mình qua lấy sản phẩm khác giùm bé Anh nha. Rồi ai lấy bộ mắt nữa comment giùm bé Anh luôn. Chị nào hỏi nữa? Chị Thu Anh Nguyễn, ok, hai bộ mắt. Thêm hai bộ mắt tặng một. Chị Luyến nói em về bộ mắt trẻ nhỏ đi em. Dạ sắp tới em về. Với lại khách cũng hỏi nhiều. Khách có vài chị hỏi em là cái nước uống dành cho người tiểu đường. Ở bên Jeju á, ông ô ổng có hỏi á, thì có cái loại nhiều cái loại tốt lắm. Có cao hồng sâm luôn. Thay vì cái này là nó là cao cam nè. Cái này là cao cam ha, ở bên Hàn Quốc ở Jeju á. Nó tại vì ở trên Jeju nó sẽ có một cái cửa hàng gọi là chuyên về thực phẩm chức năng luôn mấy chị, một gọi là nhiều lắm, một đảo luôn là chuyên lớn luôn. Thì nó sẽ có cái loại nước uống cao hồng sâm, nó có cái nước tiểu đường dành cho người tiểu đường nữa, là uống vào nó sẽ không làm cho lượng đường bị tăng lên, hoặc là khi mà các chị ăn nhiều đồ ngọt quá nó sẽ bị lên đường, các chị sẽ bị mệt ha, thì uống cái đó vô nó sẽ làm giảm cái độ đường xuống nữa. Có ai muốn uống cái nước thực phẩm chức năng dành cho người tiểu đường không, hoặc là có người nhà mình bị không, thì các chị comment đi. Nếu mà nhiều người cần á thì em sẽ về hàng, tại vì cái nước uống tiểu đường đó nó hơi bị mắc tiền, nên là với lại về á, em về á là muốn độc quyền thì em phải lấy gọi là số lượng lớn lắm, cả nghìn á. Nên là nếu mà có nhiều người cần á thì em sẽ lấy về thử em bán cho mấy chị. Nhưng mà cũng có mấy khách hỏi cái nước tiểu đường nè, rồi có đông trùng hạ thảo mà được cao chung với lại hồng sâm luôn. Có nhiều sản phẩm mới lắm, rất là độc luôn, tại vì cũng phải canh sale dữ lắm luôn nên mới gom được. Nên là chị nào cần thì có thể comment trên live giùm em ha. Vài bữa em về, tại vì cũng có nhiều chị nói là nhà mình có người bị tiểu đường á. Chị cần đó em cho mẹ chị. Tại vì cơ bản luôn là bác em mỗi lần là ăn nhiều đồ ngọt quá, ăn kẹo ngọt hoặc ăn chè cái là lên đường vô bệnh viện liền. Em không biết làm sao. Thì khen tốt thì để em về em bán tặng cho mấy chị xài thử. Nói chung là bán thực phẩm chức năng mà dành cho mấy người bệnh á thì không có bán lời nhiều đâu. Tại vì lời nhiều nó thì cũng ngại lắm thiệt sự luôn. Bán để người ta uống để người ta cũng đỡ, mốt người ta đỡ thì người ta ủng hộ mình thêm. Ok, để bữa nào em về cái nước uống tiểu đường đó. Nhưng mà em nghĩ là ai cũng nên cần. Thứ nhất là em cũng cần luôn á. Chị Vũ Tuyết Nhi, em của Hà Lê hả em? Dạ đúng rồi, em của shop Hà Lê. Nên là chị Thúy Hằng Đào nói
lấy cao hồng sâm kết hợp đông trùng hạ thảo nha em. Dạ ok. Có viên tán sỏi không Minh Anh chị Lily? Dạ không, nó chỉ có thạch thạch tỏi đen của Hàn Quốc nhiều lắm. Tại vì ông đi qua thực phẩm chức năng của Jeju á, ông quay ông chụp, đó là những cái sản phẩm sale em có thể lấy được về em bán. Tại vì nếu mà bán thì phải đặt theo số lượng và phải đứng canh giờ xếp hàng. Tại vì nó chỉ có mấy tiếng để sale thôi. Ở bên Hàn Quốc á, nó không có như ở Việt Nam của mình là sale 2-3 ngày, sale đậm đà như vậy đâu. Nó chỉ có giờ rồi nó sale thôi, mà thực phẩm chức năng Hàn Quốc bán cực kỳ tốt. Em nói với mấy chị thằng Mỹ không tốt bằng Hàn Quốc đâu. Collagen của Mỹ hồi xưa em uống nó bị nóng trong người lắm mà bị mập, đi tiểu bị gắt. Nhưng em uống collagen này nè, em bán cho khách collagen này nè, uống mát trong người lắm. Và đặc biệt ngủ rất là dễ luôn, ngủ rất là ngon. Mà nó không có bị nóng. Có nhiều người uống collagen mà bổ quá, tại vì nó thực phẩm chức năng mà nó bổ nhiều quá, nó bị nóng á, nó sẽ làm cơ thể các chị á, thứ nhất bị mập, và đặc biệt là hay bị nổi mụn, với lại tính tình hay bị nóng tính nữa. Vì trẻ nhỏ giờ học tiếp xúc với máy nhiều nên mắt dễ cận, nên em về cho trẻ dễ bán. Ok. Vậy để mấy chị cứ cần cái gì mấy chị cứ comment. Em nhớ mấy chị thiếu những cái gì rồi em sẽ về thêm hàng. Tại vì em về hàng nằm nên là tiền rất là mắc, cái gì cũng phải cả ngàn hộp hết á, mà ít nhất là phải 500 hộp mới được về số lượng giảm. Điện cơ Quốc Cường. Ok chị, ai lấy thì comment gì trên like giùm bé Anh nha, bổ mắt nha. Rồi bây giờ bé Anh sẽ lên bổ khớp. Chị xem collagen em, chị Vũ Tuyết Nhi. Dạ rồi, đây collagen. Collagen, đây là collagen thủy phân peptide. Một hộp của nó là sẽ có 30 gói ở bên trong. Em có cho coi hình nè. Đó. Và đặc biệt là ở bên Hàn Quốc người ta có review cái dòng này rất là nhiều, 30 gói. Cái này mình dễ uống lắm. Mình ực vô miệng hoặc là mình pha với ít nước mình uống được luôn. Nhất là những chị nào hay bận, đi làm nhiều, mình bỏ mấy gói collagen vô trong túi sách. Mình uống collagen xong mình uống ít nước. Tóc mà móng tay của em nè các chị thôi, tóc tớp mới nhuộm thôi mà nay nó ra, móng tay nó đẩy chân rồi, nhanh lắm. Mà uống collagen tay móng gì đều chắc khỏe hết. Ok rồi, bây giờ em Anh sẽ lên tiếp một cái sản phẩm, đó là xương khớp ha. Nãy ai hỏi xương khớp, lên xương khớp luôn. Quỳnh đứng ra lấy giùm xương khớp đây, có chưa? Consasium. Sáng nay mới về 100 mấy chục triệu tiền hàng, tiền xương khớp đây mấy chị. Xương khớp đợt trước về 1,000 hơn hộp bán hết rồi. Xương khớp này bán rất là chạy. Người ta mua về để người ta bán. Tại vì người ta canh sale em, người ta thấy rất là rẻ. Thường thường các chị mua một hộp xương khớp thôi, ở bên ngoài cũng đã gần cả triệu bạc rồi. Thằng xương khớp mà uống không bị nóng người nha. Hồi xưa em có bán một cái loại là bao nhiêu tiền một hộp vậy chị? Collagen là 600 ngàn đồng, mua 2 tặng 1 là thành 3. Hồi xưa em có bán một cái loại xương khớp của Mỹ, mua ở bên Mỹ luôn, là glucosamine. Chị nào đã mua là biết, một hộp của nó sẽ có 360 viên á, glucosamine của Mỹ. Cái hộp đó cũng đâu có rẻ, 700 ngàn một hộp là bán giảm. Có những chỗ bán 800-900 luôn. Cái glucosamine đó nhiều người uống bị mập, với lại là bị nóng trong người. Nhưng cái loại xương khớp này nó không phải là xương khớp thường, nó là gọi là thực phẩm chức năng và chuyên trị luôn. Nếu mà ai mà bị nhức mỏi nhẹ nhẹ nha, thì các chị nên uống cao xương ngựa. Trẻ em nào mà từ 10 tuổi đổ lên thì từ 10 tuổi đổ lên thì dùng cao xương ngựa được luôn. Nhưng cái loại xương khớp này là dành cho những chị nào mà gọi là đau nhức nặng luôn, bị thoái hóa cột sống, giãn tĩnh mạch cũng dùng được xương khớp nha mấy chị. Giãn tĩnh mạch cũng dùng được cái loại xương khớp này. Và đặc biệt trong xương khớp này nó có vitamin C ở trong đây nữa, nó cũng sẽ làm khỏe cơ thể của mình. Cái xương khớp này là thực phẩm chức năng dành cho chuyên trị nhức mỏi cơ thể, đau nhức, ê buốt tay chân. Ai ê buốt tay chân dùng được xương khớp này luôn cho bé Anh. Loại này là chuyên đặc trị. Một hộp của nó cũng giống như bộ mắt, nó có 5 hộp ở bên trong. Một hộp này các chị dùng được 1 tháng hơn. Một ngày uống 2 viên, sáng sau khi ăn và chiều tối sau khi ăn. Đó, một hộp này nhà em bán 1,2 triệu. Like này ai đặt tặng cho khách luôn 750 ngàn, bằng với giá bổ mắt đi mấy chị. Bổ khớp nha mấy chị nha, chỉ có 750k thôi. Ai lấy xương khớp thì comment 750, mua 2 tặng 1 thành 3 luôn. Đúng like này. Qua những like sau không bán 2 tặng 1, nhớ giùm em. Qua like sau không bán 2 tặng 1, lưu ý giùm em. Xương khớp bao nhiêu? Số lượng có hạn nha mấy chị nha, 750k, mua 2 tặng 1 à. Mua 2 tặng 1 là thành 3. Xương khớp này uống vô điều trị xương khớp đau mỏi nhất mà mỏi, gọi là thoái hóa cột sống luôn. Nếu ai đang có vấn đề trên xương khớp thì nên dùng cái thằng này. Cái thằng này
Còn nếu mà gọi là mình gọi là nhức mỏi người nhẹ nhẹ thôi thì mình có thể dùng cao xương ngựa. Vậy bé 8 tuổi uống được xương khớp ngựa không? Mà sao Hà nói em bé uống được? Đúng, em nhầm. Em bé uống được cao xương ngựa, nhưng mà chỉ uống được kích cỡ là 10 viên nhỏ thôi. Người lớn là sẽ từ 15 tới 20 viên nhỏ là cao xương ngựa. Còn nếu cái loại này là thực phẩm chức năng thì người nào phải 18 tuổi đổ lên thì mới dùng loại này. Vì loại này là chuyên đặc trị. Nếu chị nào mà mình dùng cao ngựa mà mình cảm thấy là ví dụ nha, nó cũng đỡ nhưng mà không giảm hẳn thì qua lấy cái thằng này. Thằng này là chuyên đặc trị vào xương khớp và thoái hóa cột sống luôn. Thì nó sẽ làm những cái gọi là những cái dây chằng ở trên khớp của mình nè, nó đỡ hơn. Và nhất là những người nào mà bị khớp hay bị ê buốt, đau nhức tay chân, đi lên cầu thang hay bị đau á, thì cái chị dùng cái này. Phải 18 tuổi thì dùng cái hộp màu vàng này. Còn bé uống được. Em quên, hồi nãy em nói 10 tuổi là em nói lộn. Em bé thì một ngày chỉ cho uống 10 viên nhỏ thôi. Mà em bé là đâu phải em bé 2 tháng tuổi mới uống được, 2 tháng tuổi đâu uống được đâu. Cái nó là dạng viên mà. Cái em bé mà tầm khi nào mà uống được thuốc viên rồi á thì mới dùng được cái xương khớp này. Chứ không phải là em bé 2 tháng tuổi là uống được cao xương khớp nha. Các chị lưu ý giùm em nha. Nó là những cái viên nhỏ nhuyễn nhuyễn ở bên trong, giống như cái hạt tiêu vậy đó. Đó, cái này thì 10 viên cho em bé. Còn người lớn thì là 15 tới 20 viên là đủ một cái liệu trình của cao xương khớp, của xương khớp ha, của cao xương ngựa. Còn cái này là xương khớp thực phẩm chức năng. Nếu ai cần thì các chị có thể đặt cái dòng này. 750 mua 2 tặng 1 và thành 3. Chốt trong like này giùm em luôn. Đọc like đi chị Linh. Bổ khám nha mấy chị nha, 750k chứ mua 2 tặng 1 chỉ trong áp dụng trong like này thôi nha mấy chị nha. Nhanh tay đặt hàng hả? Trời ngon quá. Chị Lily, 2 xương khớp tặng 1 hành 3, 1 bộ mắt có được tặng vòng không em? Chị cứ tính giùm bé anh đi, đơn trên 2 triệu là đã được tặng rồi. Là 750 nhân 2 nhân cho 3 là nhiêu? 750 nhân cho 3 là nhiêu? 2 triệu 250 là 2 triệu 250 là được tặng rồi. Em bé 1 tuổi uống được 1 ngày 6 viên chứ là... Nếu mà em bé 1 tuổi á, em bé 1 tuổi nếu mà uống thuốc được nha thì hãy cho dùng được, tại vì có những bé không uống được viên. Những bé là các chị phải nghiền ra cho bé uống, nên các chị lưu ý giùm em. Còn nếu mà em bé là nó có dán tem phụ đề hết ở trên cái hộp cao xương ngựa luôn á, nó có dán hết cao xương, nó có dán tem phụ đề luôn á, em bé là 10 viên. Còn người lớn là 15 cho tới 20 viên cao xương ngựa. Cao xương ngựa cái này hàng trả về hôm Tết đúng không? Cao xương ngựa là hàng trả về hôm Tết, còn được mấy hộp sale luôn nè, 5 hộp hả? Cao xương ngựa còn được 5 hộp sale luôn nè mấy chị, 500.000 đồng một hộp cao ngựa. Đúng rồi, em bé uống cao xương ngựa tăng chiều cao luôn. Và đặc biệt là nếu em bé nào mà khớp bị yếu á, nói chung là hồi đẻ ra, hoặc là những chị nào sinh non á, đẻ ra con mà bị yếu tay chân á, đi không có được cứng cáp, thì cho bé dùng cao xương ngựa này luôn cũng được nha. Còn nếu mà ai mà gọi là chuyên, gọi là bị nặng luôn á, thì các chị nên dùng cái thằng này. Nên dùng thằng này, vì thằng này là chuyên đặc trị. Còn thằng này thì em bé dùng và đặc biệt là nó sẽ làm cứng cái xương khớp của mình hơn. Và nó còn loại này là nó tạo cái bã nhờn ở trên xương khớp luôn. Đúng rồi, nghiền ra pha với sữa cho bé uống. Đúng rồi, tại vì có những bé không có uống được viên nên là mình phải nghiền ra thành bột á. Cao xương ngựa là nhiêu quên rồi? 500 ngàn mua 2 tặng 1 là thành 3. Ai lấy cao ngựa? Quá sốc luôn nha mấy chị nha, mua hàng quá lời luôn đó ạ. Cao xương ngựa 500k mua 2 tặng 1 luôn đó mấy chị ạ. Chị Hiệp Trần nói là bộ khớp tặng bộ mắt trải nghiệm Minh Anh. Dạ không được chị Hiệp Trần ơi. Em bán vậy em nói thiệt, em bán khó lắm. Vì bộ mắt em còn rất là ít nên là em không có bán được. Thông cảm giùm em. Ai lấy 2 xương khớp tặng cho 1 xương khớp là thành 3, lưu ý giùm em nha. Lưu ý giùm bé anh nha chị nha, lên số điện thoại giùm em nha. Chứ em nói thiệt là bán vậy khó bán lắm. Bán như vậy thì một sản phẩm còn nhiều, một sản phẩm còn ít, thì em không có đủ tiền để em về hàng đâu. Em nói thiệt, nhất khớp hộp bao nhiêu viên em, chị Ni Hằng? Cái nhất khớp á, cái này là người già hoặc là cỡ mình luôn uống cái nhất khớp này tốt. Một ngày cái chị dùng cho em là, một ngày chị dùng cho em là 2 viên. Một hộp này ở bên trong của nó là nó sẽ có 5 cái hộp nhỏ và nó sẽ có 3 cái vị ở bên trong. Một hộp này các chị dùng được 1 tháng rưỡi 2 tháng lận. Đó, cái đát của nó là đát mới hết 2022 nha các chị nha. Một hộp này là 750 ngàn. Các chị được dùng rất là thoải mái luôn, gần 2 tháng lận á. Hộp này dùng được 2 tháng lận á. Cứ một ngày dùng cho 2 viên thôi. Cao xương ngựa giá sốc vậy em. Cao xương ngựa còn được có mấy hộp? Thôi hôm bữa hết cao ngựa rồi. Hôm Tết hàng bơm về mới mở ra, còn được có 5 hộp đó, nên sale luôn là 500 ngàn một hộp đó mấy chị. Đây,
còn có 5 hộp cao ngựa thôi. Ai lấy cao ngựa thì cờ bên luôn. Cao xương ngựa, hai cao xương ngựa chốt cho chị Thuận Nguyễn rồi, chốt hai cao xương ngựa luôn, 500.000 đồng một hộp, còn được ba hộp cuối cùng là hết luôn. Ai lấy cao ngựa thì comment nha. Còn bổ khớp là 750, mua 2 tặng 1 là thành 3. Ai lấy thì comment trên like giùm bé anh luôn, lưu ý giùm bé anh nha các chị nha. Ai lấy thì comment giùm em luôn, đọc like lên ơi. Đâu ra vậy? Bổ xương khớp mới là 2 tặng 1, nghe like cho rõ. Khách coi like còn kỹ hơn bà nữa, bà ngồi kế tôi mà bà đọc không rõ nữa, bó tay luôn. Bổ xương khớp là 2 tặng 1, còn cao xương ngựa là chỉ giảm 500 thôi. Không có 2 tặng 1 đúng không em? 2 tặng 1 đúng không? Không có đâu chế ơi. Cao xương ngựa 500.000 đồng mua 2 tặng 1. Em nói thiệt em bán hàng dởm rồi đó chứ em không bán hàng chính hãng đâu. Cao xương ngựa uống trong cơ thể làm gì bán 2 tặng 1 được. Cái này ở bên Hàn Quốc người ta bán triệu một triệu mốt nè. 1.090.000. À, cao ngựa không chị ơi, cao xương ngựa là 500.000, không bán 2 tặng 1 nha, lưu ý giùm em nha. Bà cứ đọc nhầm rồi khách nghe theo à. Nãy giờ em đọc là bổ khớp nha mấy chị ơi, lưu ý giùm em nha. Cao xương ngựa không bán 2 tặng 1 nha, cao xương ngựa chỉ là 500.000 thôi. Bán rẻ rồi, không có bán được giá đó đâu mấy tình yêu ơi. Em mới nói mà, em nói bổ khớp á, em nói bổ khớp á. Giờ em đọc lại nè, bổ khớp là 2 tặng 1, bổ mắt là 2 tặng 1. Còn cao ngựa là 500.000 đồng. Rồi ai lấy thì comment trên like giùm bé anh nha mấy chị. Ủa khách hả? Ủa cái hộp collagen đang uống đâu người ta? Ủa chị Vũ Trần hả? Ấy Chân Võ. Chân Võ. Khách nhà em Chân Võ Vũ Trần. Tên tương tương như nhau. À con cá. Đây cá này mắc hơn cá kia nữa, cá kim hoàng á. Nhất khớp có trị thoái hóa khớp không em? Dạ có, dòng này trị thoái hóa khớp nè, dòng này là côn calcium nè, dòng này là trị thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống luôn, nhất là những người mà bị trật cái sống lưng á. Các chị đi bác chỉnh đi bác sĩ điều chỉnh xong rồi các chị nằm giường thẳng, xong các chị dùng cái này, xong rồi các chị dùng cái cá này. À, xong các chị dùng cái xương khớp này nha. Ai lấy thì comment giùm bé anh là bao nhiêu tiền, quên rồi. 750 mua 2 tặng 1 thành 3. Được chị, bạn thân tài thổ địa được. Ai lấy comment giùm bé anh. Chị Nguyễn á, đợi em anh like nãy giờ luôn. Có lên ốc anh Vũ không? Có ai muốn lên ốc anh Vũ không? Mấy chị comment trên like đi. Em nhầm chứ cao xương. Đúng rồi, cao xương khớp là không bán giá rẻ được. Nên ai lấy thì comment trên like ha. 500 ngàn là sale rồi nha. Rồi bây giờ em anh sẽ like cái gì nữa đây. Ê đau quá. Chắc mai chuẩn bị uống khớp rồi tới nơi đó. Mới còn trẻ thôi mà uống khớp rồi. Em ngồi em like nhiều quá. Các chị ơi ai đang coi like chia sẻ. Bị tê tay uống gì em? Bị tê tay chân uống bổ khớp. Uống cái này. Em nói rồi, dòng này là dòng đặc trị của thực phẩm chức năng. Tê tay tê chân uống cái này. Nhức mỏi xương khớp uống cái này. Các chị dùng cái này. Người từ 18 tuổi cho tới người 70 tuổi cũng dùng được luôn cái này luôn. Tất cả đều có GMP, có tập đoàn Samsung bảo trợ. Hai cái dòng này chung với dòng bổ mắt rất là tốt. Ai lấy thì comment trên like giùm bé anh nha các chị nha. Đó, hộp to bự như này đã coi mấy chị coi rồi. Uống được rất là lâu luôn. Hộp này bên Hàn Quốc bán mắc lắm. Nhà em bán không like trên like, sale là giá 1.200.000. Ai đặt trên like mấy giá này, lưu ý qua đợt sau. Chị nào đặt hàng không có tính trên like, ghé shop đừng hỏi bán giá like nha. Lưu ý nha, em chỉ bán giá like là đúng một like thôi. Em ngắt like là em không giảm như giá like. Nên có nhiều chị á, lâu lâu ghé shop hay hỏi em là có bán giá như trên like không, là không có. Lưu ý luôn, chỉ bán theo đợt thôi. Có đợt bán giảm thôi, chứ không phải ngày nào cũng bán giá 750 đâu nha mấy chị. Rồi ai lấy thì comment giùm bé anh luôn. Ai lấy thì comment trên like giùm bé anh. Ai đang coi like chấm bài giùm em. Hồi nãy em thấy chị nào hỏi ốc anh Vũ. Ốc anh Vũ hả? Thôi để tối đi chị ơi. Ốc anh Vũ đi. Ốc anh Vũ dòng tay phong thủy chắc để tối ha. Có ai muốn không tối em lên. Chị nào đang coi like chia sẻ like. Chị nào đang muốn mua sản phẩm nào nữa comment đi rồi bé anh sẽ lên luôn. Chị nào đang muốn mua sản phẩm nào nữa comment đi rồi bé anh luôn. Hồi nãy bé anh có nói rồi ạ.
Dạ ok chị Hương Lan. Chị Hoa Nguyễn, cái vòng trầm có hộ phách cho chị coi lại. Dạ đây, trầm này là trầm đơn. Trầm đơn có hộ phách là dòng này. Trầm đơn có hộ phách là dòng này. Trầm dòng đơn là 8 ly nha. Là trầm này. Còn trầm này em đang mang trên tay là trầm 108 hạt. Là trầm này. Cái này chỉ có 7 ly và cái trầm đơn là 8 ly. Các chị lưu ý giùm em ha. Hầu như người ta quấn vòng á, người ta quấn vòng 108 hạt á, người ta chỉ đi 6 ly hoặc là 7 ly thôi. 7 ly là to rồi, chứ người ta không đi 8 ly. Vì nếu mà đi 8 ly thì cái tay nó sẽ bị dày cái bảng lên, là đeo trầm nó sẽ không đẹp. Hầu như trầm chỉ đi 6 đến 7 ly là ok, là tay nữ là đẹp rồi. Đói quá ta, chết rồi, không ăn chưa nên giờ đói rồi. Có hình như cái này có hai size. Em bán giá lộn á, anh mốt mốt lên lại đừng nói vô giá này cho chết em. Đói quá thôi lấy bịch bánh mè Hàn Quốc like luôn đi, để sẵn ăn bánh luôn nè. À các chị ơi, à, em like bánh quy mè Hàn Quốc nè, nhớ giùm em nha, đồ ăn là không tính vào trong đơn hàng 2 triệu đồng nha. Lưu ý giùm em nha, đồ ăn là em lợi ích lắm. Bánh quy mè, đói quá nên ăn luôn. Hồi nãy chưa có kịp làm gì hết, hàng Hàn Quốc về sáng thì soạn bill sỉ. Sáng thì soạn bill sỉ rồi hàng Hàn Quốc về lo đếm số lượng xong rồi chất lên kệ. Chưa có kịp ăn uống gì hết á. Đây, like luôn, sẵn like luôn, còn được có 1 thùng thôi. Cái này hết hàng luôn rồi mấy chị nha. Bánh quy mè đen. Bánh quy mè đen. Ai lấy comment giùm em nha các chị nha. Hai xương khớp một cộng một con mắt. Các chị ơi lưu ý giùm em, hai xương khớp là bao nhiêu tiền? Các chị cứ tính giùm em đi, đừng hỏi em được hay không, em anh không có nhớ. Các chị cứ tính giùm em, đơn trên 2 triệu là được tặng rồi ha. Rồi bây giờ em anh sẽ lên cái này. Bánh này đói quá lên ăn mấy chị ơi. Ai coi like đừng chửi nha, ai đang đói đừng chửi em nha. Bánh này là bánh quy mè, cực kỳ ngon luôn. Ai lấy comment trên like, một bịch như này 80 ngàn. Ngon lắm mấy chị ơi. Đông trùng hạ thảo. Đi chị Xu Hình, đông trùng hạ thảo mình còn có mấy hộp phải không? Đông trùng hạ thảo còn ít à. Ok, lên đông trùng hạ thảo luôn. Ba anh sale luôn đông trùng hạ thảo luôn. Đói quá cho em ăn xíu mấy chị ơi. Ngon lắm. Cái bánh này là bánh quy mè của Hàn Quốc. Bánh này đợt trước có like rồi. Một bịch như này 80 ngàn. Nếu mà chị nào lấy thì đặt trên like nha. Bánh này không có mập. Có cao linh chi không em? Cao linh chi hết hàng, còn được đúng một hộp. Quỳnh ơi, đang làm cái gì vậy? Lấy giùm cao linh chi 108. Hello Minh Anh, lần 2 đây, mới là máy chính chủ nè. Lấy giùm cái hộp đỏ hay không? Dạ được, được tặng vòng là có được chọn loại vòng. Khách lấy loại nào cũng được như đã nói trên like. Xương khớp liệu trình mấy hộp? Xương khớp một liệu trình là 3 hộp, 6 hộp tùy người. Thường thường là cái gì cũng đi theo 3 hộp. Nhưng mà collagen là các chị phải đi theo 6. Nếu ai muốn đẹp da collagen phải đi theo 6 hộp. Ô phách và đơn trước của chị một vòng trầm hương đơn. Và em gửi cho chị collagen thành lụa và hai vòng trầm đơn, đừng quên đó nha. Sorry nhiều Kim Kim. Ok chị Kim Kim. Quên thôi mà. Sorry nha. Cao linh chi hết rồi, còn có hộp à. Ai lấy thì comment trên like. Cao linh chi hôm bữa sale 750, nay sale luôn còn một hộp bán 700 ngàn. Nấm cao linh chi, mật ong cao linh chi, ai lấy thì comment nha, còn được một hộp duy nhất. Cao linh chi hiện tại hết hàng. Đó, các chị cứ comment giùm em. Chị Ni Hằng có thạch lụ bao nhiêu? Hồi nãy em có nói rồi, 750 một hộp lụ. 750 ngàn một hộp thạch lụ collagen. Bên trong 30 gói, ăn được 1 tháng. Đông trùng hạ thảo luôn, rồi lên đông trùng hạ thảo luôn, đợi bé ăn xíu luôn. Trời ơi, mấy chị ơi. Cho bé ăn xíu cho nó lên đường. Xuống đường đói quá làm nổi.
Tối nay ai hỏi dòng, tối nay vô coi dòng luôn ha. Gắm cho một cái máy sạc coi lên luôn. Sao vợ bị kiếm gì vậy? Chứ sao chị chốt mà chị không lấy cho chị mà để bây giờ mới lấy? Ủa vậy hả? À dạ dạ dạ. Cao Linh Chi uống tốt lắm em, mà hết hàng rồi còn có hộp à. Nếu chị nào cần thì đặt ha, 700 ngàn một hộp. Thạch lụ 750, mua 3 tặng 1 thành 4. Rồi đợi xíu em lên luôn cái đông trùng hạ thảo mấy chị ơi. Đói quá nên cho ăn, thông cảm trên like đây, đừng chửi em nha, đừng la liều ăn nha mấy chị không. Sáng lo làm hàng lật đật chưa có ăn chưa luôn. Rồi bên lên like cho mấy chị luôn nè. Đông trùng hạ thảo. Thèm bánh đông bu Minh Anh ơi. Trời ơi bánh đông bu bây giờ còn hàng là cũng chịu luôn. Bánh đông bu hết hàng Nguyễn Hằng ơi. Bên Hàn Quốc bây giờ bánh đông bu nó không có sale nữa. Minh Anh ơi, chị mua đủ đơn của chị là được tặng vòng trầm rồi. Mà chị mua dùm đơn của bạn nữa em, tặng chị đó vòng trầm luôn nha Minh Anh, là hai vòng. Ok chị Vũ Trần, cứ tính giùm em, một người là trên 2 triệu mà tổng đơn hàng trên 4 triệu, tổng đơn hàng trên 4 triệu mua giùm người nhà thì em tặng. Vậy thôi mấy chế ơi. Hai xương khớp cộng một bộ mắt, ok chị đẹp. Chốt ly ly rồi nha. Đợi mấy anh chút. Mấy anh like rồi nữa. Long trùng hạ thảo. Long trùng hạ thảo, bữa sale như chị Linh. Chị lên máy chị gõ giùm em ơi, chị coi cho khách đi. Rồi lần nào là 450, sau là 370. 450 là được, sao sale 370 hả? Rồi sale luôn bằng giá bữa luôn. Đông trùng. Bị tê nhiều uống bổ khớp thực phẩm chức năng. Nghe em. Tin tưởng em chị Ni Hằng ơi. Em nói em like nhiều khách lắm, chị yên tâm. Khách em ông chồng nè. Ông chồng của khách em nè, bị cũng bị tê tay luôn á. Mà uống cái này được nè. Nghe em, thực phẩm chức năng. Cái này là cao xương khớp, gọi cái này là khớp, bổ khớp, xương khớp chuyên đặc trị. Bị tê tay nhiều, chị dùng cái đó đi. Rồi bây giờ bé anh sẽ sale qua cái này luôn. Đông trùng hạ thảo nè. Người ta gọi là cường dương sinh lực luôn. cái này là gọi là tốt. Thứ nhất là cho sinh lý của nam và nữ. Thứ hai nữa là rất là khỏe. Đông trùng hạ thảo lúc nào cũng thứ nhất là tăng cường đề kháng, tăng cường sinh lý của mình, tăng cường hormone cũng rất là tốt. Cái loại này uống đông trùng hạ thảo cũng rất là đẹp da nha. Người ta là có con đông trùng hạ thảo người ta ăn luôn á. Còn cái loại này là viên. Một tuần mình dùng cho em là một viên. Một hộp như này là sẽ có, em đếm 2, 4, 5 là sẽ có 10 viên ở bên trong đó. Đông trùng hạ thảo đợt trước là bán 400 hơn, nay em sale mấy chị luôn, em còn được mấy hộp thôi. Đông trùng em còn được có 246 hộp thôi. Cái này là có tập đoàn Samsung bảo trợ, đấu mộc của Jeju. Đông trùng hạ thảo em anh sale mấy chị là đắt xa lắm nha mấy chị nha, đắt tháng 12 năm 2022 lận. Là tới 2023. Đông trùng hôm nay sale mấy chị là 370.000 một hộp đông trùng hạ thảo đi. Đọc like luôn chị Linh. 350.000 một hộp đông trùng hạ thảo. Ai lấy comment trên like giùm bé anh. À, vậy chị đó hai hộp kem nám 500 mua tặng một giùm anh, cho chị đó đủ đơn. Ok chị Vũ. Để có gì ngắt like, cứ comment đi ngắt like rồi em đọc nha. Giờ em nói thiệt, giờ mấy chị đọc là em không có nhớ đâu. Não em giờ là bớt hoạt động rồi. Đói rồi là không nhớ gì hết á. Ai lấy comment giùm em. 370.000 một hộp đông trùng hạ thảo. Sale trên like nha. 400 hơn còn 370. Đông trùng này còn được mấy hộp nữa thôi là hết luôn. Tốt lắm mấy chị ơi. Cái nào không có hàng đâu. Được có 6 hộp nữa thôi. Tại vì hết hàng nên là em không có dám like nhiều. Mắc công là like không có hàng trả đơn trên like khách chửi nữa. Khách hay chửi em lắm. Có nói like xong mà không có hàng không à. Cảm ơn Minh Anh nhiều nhiều dạ. Có hai loại trà vòng trầm tặng nha. Khách được quyền lựa một trong hai. Một là 108 hạt.
hai là cái sen này nè, hai là cái sen này nè. Cái dòng đơn có hai hạt hổ phách nha, loại nào cũng tốt hết đó, loại nào cũng đắt tiền hết đó, ngang ngửa nhau. Cái loại hổ phách thì mắc hơn mấy chục ngàn, tại vì nó có hổ phách và nó là trầm Philip. Còn cái trầm này là trầm Indo. Có cái trầm mà bạch tạng nữa, cái trầm mà bạch tạng độc biến nữa của Philip luôn. Cái trầm đó là 22 triệu rồi. Chị nào thích thì mình có thể đặt. Khách em mà ai muốn mua trầm mắt thì mình có thể ghé shop mình coi. Bên em có bán trầm 20 triệu, 22 triệu cũng có luôn. Nhưng mà muốn mà mua trầm mà mấy chục triệu, tại có hôm bữa có chị nào ghé shop hỏi á, có bán dòng trầm mà dạng mấy chục triệu không, chỉ mua cho chồng. Nhưng mà hiện tại là khách em nói chung là cũng ít người mua mấy chục triệu lắm. Nên là khi nào mà em bán mạnh mạnh xíu rồi em sẽ về hàng trầm mắt ha. Các chị ơi, giờ mua trầm 20 triệu là thấy cũng cao lắm rồi đó. Nên là mua dòng cỡ đó đi giùm em ha. Ai đang coi like, các chị ơi chấm bài giùm bé anh đi ạ. À, chia sẻ like. Chị Ni Hằng nói là vòng trầm mạng gì đeo cũng hợp hả em, chị Ni Hằng? Dạ đúng rồi. Trầm hương các chị đeo hơi mệnh nào cũng được hết, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Và đặc biệt nữa, trầm hương trừ tà ma, tốt cho sinh khí và khỏe mạnh. Cho em bé bú uống collagen được không? Dạ được chị Minh Ngọc. Collagen, thạch lựu collagen này nè, với lại cái thạch lựu, với lại cái collagen bột phân tử này nè, bé đang bú uống được nha. À, cho bé bú uống được nha. Những chị nào đang có bầu uống được luôn. Tại vì trong lúc bầu da các chị nội tiết thay đổi, da sẽ nám nhiều, nên các chị dùng cái này. Đang bầu dùng được luôn. Hai loại này loại nào cũng dùng được hết. Trầm rẻ, trầm mắt khác nhau, khác nhau sao Minh Anh, chị Trần Ngân? Trầm rẻ, trầm mắt nó mắc, nó khác nhau ở cái tích số tuổi và khác nhau ở cái vân. Thật sự là nếu mà cái vân á thì nhìn vô phải là gọi là người rất là sành sỏi thì người ta mới nhìn được. Nhưng mà riêng trầm rẻ và trầm mắt á, cái chị hửi mùi là cái chị sẽ cảm nhận được. Cái mùi của trầm rẻ nó không phải cái mùi trầm mà nó cái mùi gì kỳ lắm kìa. Mà đặc biệt là nó sẽ dễ rất là bay mùi. Nó không phải là lâu hương rất là lâu, nó không phải lâu hương lâu. Và đặc biệt nữa trầm á, nó giống như là trầm là nó trong từ gỗ thân cây, nó có cái tinh dầu á của gỗ thân cây, nên đó là lý do tại sao mà trong cái hàng trầm nó lại có mùi. Cho hàng đá phong thủy thường nó không có mùi, hổ phách nó cũng không có mùi. Nên là nếu mà muốn giữ kỹ trầm để cái mùi nó được thơm lâu hơn và cái mùi nó gọi là thơm á, không có bị giống như là bị bay mùi á nhiều á, thì các chị nên là không bỏ vô nước. Chị thấy hao giống nhau không à, không phân biệt được. Đúng rồi, nó có trầm sánh chìm nữa, là trầm bỏ vô nước nó có chìm nước được hay không nữa. Nó có rất là nhiều loại, có trầm chìm trong nước và trầm không chìm trong nước luôn. Trầm sánh chìm là trầm chìm ở dưới nước, còn trầm này là trầm không chìm dưới nước nha. Nó có rất là nhiều loại trầm luôn. Mấy chị mà phải chuyên về trầm nhiều á thì mấy chị mới biết được. Trầm á, nếu mà hàng trầm giả nó thiệt á, chịu hơn cũng có nữa. Bây giờ nó mua rẻ rẻ, nó bán rẻ cũng được. Chị Vũ Trần nói chị thấy tràn lan trên mạng bán vòng trầm có 100 trên. Đúng rồi chị Vũ Trần. Hàng dởm á, trầm hương làm gì giá 199.000 chị Vũ ơi. Trầm hương không có giá đó đâu. Cái đó là cái đó, ví dụ gỗ hàng dởm xong rồi nó làm cho có mùi, nhưng mà mang chỉ được vài ngày nó lại hết mùi. Hoặc là có những cái trầm nó là trầm hương nhưng mà ship tới nó không có mùi luôn. Trầm hương thật có loại không mùi luôn nha mấy chị nha. Có nhiều loại lắm, có trầm sánh luôn, trầm sánh chìm, rồi có thành sánh ép nè, rồi loại trầm mà mấy chục triệu, mấy trăm triệu lên cả tỷ luôn là trầm của cây kỳ nam nè. Rồi có loại trầm tóc luôn, trầm tóc Lào nè. Nói chung là nhiều lắm, tại vì nhập hàng về thì em không có đủ tiền mà em nhập mấy trầm cao đâu. Nói chung là em nhập thì cũng mấy triệu thôi. Trầm cao mà sao mà bán được. Mà các chị mang trầm thật á, các chị vô cảm thấy mình thư giãn lắm, với mình hủi mùi là mình biết, hủi từ từ quen. Ai mới chơi trầm á, người ta hủi từ từ, người ta chơi nhiều là người ta nhìn cái nước phân của nó là sẽ biết liền. Trầm nó mắc ở cái tích tuổi và cái tần số. Cái tích tuổi giống như cái cây á, nó càng già thì nó sẽ càng có giá trị, nó sẽ càng mắc. Rừng càng già càng cây mà. Nên các chị cứ lưu ý, cái nào mà nó càng lâu đời thì nó sẽ cổ, thì nó sẽ càng mắc. Nó ở cái tích tuổi nha. Thùy Dung có tuần hoàn máu không? Dạ không có tuần hoàn máu luôn. Khi nào về là sẽ like. Tuần hoàn máu với Năm Hoa hiện tại hết hàng, chị ấy đẹp ơi. Ai đặt cái gì comment. Nhưng mà trầm nhà em á, các chị thấy cái hạt vân của nó rất là đẹp.
mà nó thơm lắm. Nếu mà sau này mà mấy chị nhận hàng tặng rồi và muốn mua thêm á, thì dây này là em bán 4.650.000, dây còn dây hộ phách thì nó mắc hơn 30.000 nha, là 4.680.000, tại vì nó có hộ phách với lại nó là trầm của Philips, còn trầm này là trầm của Indo. Nói chung là mỗi nước khác nhau, ở các nước số, ở cái tích số và ở một cái vân hoa nữa, nó sẽ có vân ở trên trầm nữa. Các chị cứ thể, nói chung là trầm thì mua dạng hình vẽ lắm, giờ người ta bán 100 mấy chục ngàn đó thiệt. Em trầm hương làm gì có giá 100 mấy chục ngàn, gặp em cũng dám mua nữa. 100 mấy chục ngàn đâu ra trầm mà mua, gỗ bây giờ mua còn mắc nữa mà đòi trầm hương 100 mấy chục ngàn. Mà em thấy có chỗ bán 80 ngàn sợi dây trầm nữa, không biết trầm gì nữa mấy chị ơi, bó tay. Nên là ai mua phong thủy nhiều thì các chị cũng phải nghiên cứu nha, mua hàng thông thái xíu nha. À, mà đừng mua tùm lum, thấy 100 mấy chục ngàn cái mua, trầm làm gì có giá đó. Ủa mấy giờ chị Linh? Ủa em like hồi mấy giờ vậy? 1:30 hả? Sao nay like yếu vậy ta? Bình thường like tới 5 giờ luôn á, nay ta like tới giờ này đói quá, chưa ăn gì hết ta. Mấy chị ơi, ai muốn mua gì nữa comment giùm bé Anh mấy chị. Bé Anh like luôn. Ai hỏi gì cứ comment giùm em. Không mua cũng được, hỏi cũng được. Giờ em ngắt like em cũng mệt. Tại vì sao? Ngắt like xong rồi nằm biết làm gì không? Đề xuất tối nay like phong thủy. Khách hỏi phong thủy nhiều, tối nay like phong thủy. Đúng rồi, chị thấy rẻ là không tin rồi. Trầm á, mà nó bán rẻ như vậy á, đừng mua nha, gặp em cũng dám mua nữa. Ok chị Lê Thị Mỹ Hoa. Chị Mạc Lan nói là đông trùng hạ thảo có tác dụng gì? Minh Anh, chị Mạc Lan, đông trùng hạ thảo nó có tác dụng gì? Em nói rồi, đẹp da, tăng sinh sức đề kháng. Và đặc biệt trong cái đông trùng hạ thảo này, nó sẽ làm cơ thể các chị khỏe mạnh, tăng sinh lý cho cả nam và cả nữ. Nếu mà chị nào mình khô hạn, mình cũng dùng được đông trùng hạ thảo luôn, nó cũng sẽ làm đỡ cái vần vấn đề đó. Và đặc biệt nữa, tăng sinh lý. Có nhiều người á, người ta sẽ giảm lớn rồi, sẽ giảm cái ham muốn. Nhưng mà nói thật nha, cái này là sự thật. Nhưng cái chị dùng trầm hương này, nó sẽ làm cho anh và em trở thành tình đôi mươi luôn. Đó, như hồi mới cưới đó, tình son sẻ đó. Nói chung là đông trùng hạ thảo tốt, uống cho tốt sức khỏe, về mặt sức khỏe, về mặt sinh lý, và cũng tốt cho da nữa. Các chị cứ lên mạng, các chị search đông trùng hạ thảo, nó ra đủ hết, cái gì cũng có hết. Nói chung là đông trùng hạ thảo tốt. Các chị một hộp này chỉ có 1 viên, một hộp là 10 viên, thì một tuần các chị chỉ dùng 1 viên thôi. Một tuần là 5 ngày á, 5 ngày các chị dùng 1 viên thôi, cứ 5 ngày là dùng 1 viên nha, chứ không phải là ngày nào cũng dùng. Collagen bán sao? Collagen phân tử bột hồi nãy like cho khách là 600.000 mua 2 tặng 1. Còn thạch collagen lũ á là 750.000 mua 3 tặng 1. Ai lấy gì cứ comment giùm bé Anh. Bán miếng lau bạc luôn, ok, lên bán miếng lau bạc luôn. Ai hỏi gì cứ comment giùm em nha. Miếng giấy lau bạc, cái này bán cho mấy chị mua nè. Cái này em hay lau cho khách lắm. Hết rồi, chùi nồi chùi son. Ủa hôm bữa chị có mua không? Hết sạch luôn rồi. Chùi nồi chùi son, nó đẩy tẩy đen cái nồi, để bữa nào em về. Rồi bé Anh like luôn. Cái này là cái giấy lau bạc. Các chị thấy cái đen đen này không? Cái đen đen này là cái em lau bạc nè. Đó, em hay lau cho khách, em chỉ mấy chị nghe. Cái dòng phong thủy nó có những cái bạc này. Bạc này là bạc 925, là bạc nguyên chất luôn, không pha, em bé đeo được. Nên là nó sẽ không có bị dễ đen bằng những cái thằng bạc pha. Nhưng mà có những người mồ hôi muối, các chị mang cái gì cũng vậy, hợp kim của chị vàng trắng, các chị cũng sẽ thời gian các chị cũng sẽ bị xuống màu. Thì các chị mua cái giấy lau bạc này nè, các chị lau. Trong cái giấy lau bạc này nó sẽ có cái tính chất gì đó em không biết nữa, nó sẽ khử đồng, không phải khử đồng, nó khử cái đen đen á, cái đen đen á, mấy cái mà ra hơi bay hơi ở trong bạc á, nó sẽ làm cho cái miếng bạc, cái hàng bạc của các chị là nó trắng hoài luôn. Một cái miếng này em bán sỉ đã 15.000 rồi. Cái này em bán cho khách em, để khách em mua. Khách em mua để khách em xài nha. Cái này là em bán, em không có bán lời á. Cái này là em bán, em vô giá làm sao em bán vậy luôn.
10.000 đồng một miếng. Ai lấy 5 miếng là 50.000. 10.000 một miếng, 5 miếng là 50.000 nha. Chị Cherry Lê nói thạch collagen không, em không biết nữa chị Cherry Lê ơi, nếu mà không có đủ thạch collagen thì qua sản phẩm khác giùm em nha. Tại vì thạch collagen hồi nãy chỉ có 30 mấy hộp thôi mà em thấy nhiều người chốt lắm. Nên là bó tay luôn, cũng không biết làm sao luôn. Có hàng thì em sẽ chốt đơn nha. Trà bưởi, ok chị đẹp. Ai lấy thì comment giùm em. Trời ơi, trà bưởi mấy chị phải mua uống. Trà bưởi tốt lắm. Cái này là sỉ 15 rồi, còn này em bán cho khách. Khách nào mà cần thì các chị có thể dùng. Không phải nhất thiết là mua hàng bạc nhà em đâu. Cái này các chị có thể lau trang sức thông thường luôn. Hàng vàng này nọ các chị lau, lau lâu nó bị xuống màu, các chị có thể lấy cái giấy này các chị lau. Cái miếng lau bạc này các chị dùng được rất là lâu. Cái chị lau không phải là một lần là bỏ nha. Mình lau chừng nào mình thấy là nó sẽ không lau được nữa, nó đen rồi á thì mình bỏ mình thay miếng mới. Suy ra miếng có 10.000 thôi. Đợt trước ai mua nhiều, đợt trước em bán một miếng tới 20.000 lận á. Đợt này em bán có 10.000 một miếng là bằng giá vô luôn. Nên ai lấy thì cứ comment nha, bán cho mấy chị mua ha. Rồi bây giờ ai cần gì nữa comment em anh tư vấn luôn. Chắc tối đi, tối nay phải quất 2 tô bún bò. Khỏe rồi lên like. Tối nay là khỏe mạnh rồi sẽ lên like ấp anh Vũ. Lên like vòng tay phong thủy, cảm ơn chị nhiều. Dạ, mua hàng vui vẻ là vui rồi. Ok, về Cá Lọc là mua nữa hả? Cảm ơn chị. Dạ dạ, Cá Lọc là mua nữa. Rồi chị nào muốn mua gì cứ comment trên like giùm bé Anh nha. Rồi bây giờ bé Anh like gì nữa đây? Thẹn tối nay là phải lên phong thủy cho mấy chị coi, nhấn nhá cho coi mấy cụ ốc trước. Trời ơi coi là mê luôn mấy chị ơi. Coi là mê luôn mấy tình yêu ơi. À, đẹp 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 chưa? Coi là mê luôn. Xinh đẹp chưa? Xinh đẹp tuyệt vời luôn. Đây, đó, em cho mấy chị coi. À, cụ này là nhiêu? 2.980.000. Hổng like tối của Minh Anh. Hà Phương ơi, tối có nhiêu tiền ghét hết vô nhà Minh Anh mua đi nha. Minh Anh nói rồi đó. Tốt lắm luôn. Vòng phong thủy khách nào khen xong cũng hên. Khách em mới nhận vòng chầm luôn, nói ngủ không được, mua vòng phong chầm Minh Anh xong ngủ được. Không biết là chỉ nói cho em vui hay là nó thiệt sự vậy nữa. Các chị ơi đừng nói cho vui nha. Mình thấy vậy mình nói vậy nha. Nói là chị bị mất ngủ mấy bữa nay, vừa nhận vòng chầm bé Anh xong là chị ngủ ngon liền hà. Rồi bây giờ bé Anh lên tiếp. Men vi sinh còn không? Men vi sinh em hết hàng. Và bây giờ em chỉ còn đúng 1, 2, 3, 4, 4 hộp men. Nhẹ tay xíu chị Linh ồn lắm. 4 hộp men này là hôm trước Tết khách mới trả hàng về, giao hàng tiết kiệm nó mới trả em xong nè. Hôm bữa giờ men vi sinh là hết rồi nha. Men vi sinh là hết hàng rồi nha mấy chị nha. Men vi sinh em còn được 4 hộp duy nhất luôn, 4 hộp cuối cùng luôn. Ai lấy men thì tranh thủ lấy để dành uống. Còn được 4 hộp cho 4 chị may mắn nè. 4 hộp men vi sinh, 1 hộp men với anh sale các chị là 600.000 luôn đi. Men đợt này nó lên giá rồi, ai lấy comment. Đợt trước men em sale tới 700.000 một hộp lận, đợt này em sale men vi sinh 600.000 đồng một hộp đi. Ai đặt trên like comment trên like giùm mấy anh luôn mấy chị, còn được 4 hộp duy nhất. Men vi sinh nha mấy chị nha, 600k bên em chỉ còn 4 hộp duy nhất cho 4 chị may mắn à. 4 hộp thôi, 4 hộp thôi. Ai lấy 2 men tặng 1 là thành 3 luôn đi. Rồi lấy luôn đi. Men còn được 4 hộp. Mấy chị nha, 1 chị may mắn à. 3, ai lấy 2 tặng 1 thành 3. Men bé mấy tháng tuổi uống được không Minh Anh? Men này là từ 2 tháng tuổi là đã dùng được men rồi. Men này là mình pha với nước ấm hoặc là pha với nước thường cho bé uống. Cái này bé nào mà bị táo bón á, trẻ em có mấy bé hay bị táo bón á thì các chị cho bé dùng men. Men vi sinh này là rất là tốt và tất cả đều có GMP luôn. Men vi sinh này rất là tốt nha các chị nha. Chết rồi. Sao mà chấm điện vô. Mạng hết pin rồi. Hết pin điện thoại rồi. Men còn được 4 hộp đó, tình yêu nào lấy thì tranh thủ lấy giùm bé Anh nha. 5 miếng lâu bạc chị Hạnh Vũ nè, ok. Ai lấy gì comment giùm em. Tối nay là phải coi like. Tối nay là phải coi like nha mấy chị nha. Ok chị Đồng Ni Lam, 2 men vi sinh bỏ chị Đồng Ni Lam đi không ơi. Không biết bán cho khách khác đâu. Còn có được 4 hộp thôi. Còn được 1 hộp men cuối cùng, ai lấy comment trên like luôn. Men còn được 1 hộp cuối. Hôm bữa nói với khách hết hàng rồi nhưng mà cái này là hàng bị trả về nên mới có hàng like mấy tình yêu ơi. Hả? À, khách cứ thể đặt. Trời ơi ngon quá, thạch collagen chắc chẳng lẽ mình ăn nữa trời. Ok chị Hồng Nguyễn một men luôn. Rồi Hồng Nguyễn một hộp men. Hết men di sinh luôn. Hết men. Hồng Nguyễn một men luôn. Rồi. Mày giật mạnh nhớ quên. Chị Thoa thì Phan nói hi hi Minh Anh mới nhận túi với set váy cam đẹp. Hì hì Minh Anh sale tối 1/9 mà hóa đơn ghi 250 không.
không sao nè. Rồi chị Linh nữa. Ok, đơn sau trừ tiền cho chị Hiệp Phan 50.000. Vậy là bà lên đơn bà quên sửa giá rồi đó, thông cảm giùm em. Đơn sau chỉnh lại, trả lại Hiệp Phan 50.000. Em là bán hàng sòng phẳng lắm, có sao là em nói như vậy. Không có sao, cái gì mình bán 199 là mình bán 199. Trả lại Hiệp Phan 51.000 đồng. 51.000 nha. Rồi, đây cho khách coi. Đó, ốc anh Vũ có những cụ đẹp mà bự tổ chảng luôn. Nhớ nha, có nhờ, đơn sau chị Hiệp Phan có đặt trừ chỉ 51.000. Đây, không sống sao gì, em bán hàng có sao em nói vậy, do nhân viên em quên chỉnh giá đó. Đó, cụ này là 5 triệu mấy đó mấy chị. Đó, có gì thấy khủng khiếp không? Đợi đi tối nay lên ốc. Hôm bữa đợt Tết về có mấy người trả ốc về nữa, tối nay like ốc mua. Tối nay like ốc cho mấy chị mua. Mua 1,5 triệu không đủ đơn được tặng khác à, không em hu hu chị Ni Hằng. Dạ không, tại vì sao em đã nói rồi, em tặng cái khác giờ không còn gì tặng, cốc cũng hết luôn, tì hu cũng hết luôn rồi, cá cũng hết hàng luôn rồi. Dòng trầm là do khách thích nhiều quá nên mới tặng, chứ em nói thiệt cái chị, đơn cái dòng em bán 4 triệu mấy 5 triệu rồi, em đâu thể nào mà em ấy được đâu. Bán người này rẻ hơn người kia thì lại khách lại chửi, nên là em bán hàng công tâm, có sao nói vậy mấy chị thông cảm nha. Minh Anh tặng quà mình nhiều rồi. Trời ơi, nói tặng là tặng, mà cái nào tiền là đâu ra đó mấy chị ơi. Tối nay mấy giờ lên phong thủy vậy em chị Nguyễn My? Tối nay em lên sớm. Tối nay nếu được thì 7:30, không thì 8 giờ. Tại vì sao không lên trễ nữa, lên trễ tư vấn cho khách tới khuya, khách coi like, khách buồn ngủ quá, khách đi ngủ luôn. Khách nói mệt quá em ơi, thôi tối nay có gì lên sao, hết men luôn rồi Hà Tuyết My, Tuyết Mai ơi. Hết men luôn rồi Tuyết Mai ơi. Để em hỏi ông Ô coi coi. Ông Ô là ông đi lấy hàng sale, còn ông Choi là cái ông đi lấy hàng nhiều. Để em hỏi ông Choi thử coi, quên nữa. Để coi coi còn men không rồi về hàng cho khách. Tại vì men đợt này người ta bên Hàn Quốc người ta đang hiếm lắm. Tại vì trong men nó có tăng cường sức đề kháng, nên có nhiều người bên Hàn Quốc người ta bị dịch Covid đó mấy chị, nên người ta dùng cái men vi sinh này nè để cho nó tăng cường sức đề kháng, để cho cơ thể nó khỏe mạnh. Từ cái lúc mà ở bên Hàn Quốc nó có dịch tới giờ á, là bên đó nó cháy hàng cái men vi sinh này luôn, nên là bên Việt Nam mình về hàng cũng rất là khó. Tại vì bên đó là người ta hay trữ cái men này, trong cái men này nó có men tiêu hóa và nó có tăng cường sức đề kháng, nên là ai mà sợ dịch á, hoặc là hay có bệnh nhiều thì nên dùng cái men này nó khỏe mạnh luôn. Nhưng mà bên Hàn Quốc bây giờ là người ta đang cháy lắm, trong vòng 1 tuần thôi là sold out hết tất cả các cửa hàng bên Hàn Quốc bán men vi sinh luôn đó các chị, nên là em không có hàng em về. Ok chị Nguyễn Thảo, 2 xương khớp 1 bộ mắt. Chị Đồng Nhi Lam, chị đủ đơn rồi tặng chị. Ok chị Đồng Nhi Lam, em nói rồi mà, trầm đơn hay trầm 108, em có hai loại em cho khách lựa hết. Đã tặng quà là cho vui vẻ, mình thích cái nào mình mua cái đó, thích cái này thì lấy cái này, thích cái đơn thì lấy cái đơn. Cái đơn thì có hai hổ phách, mình tặng mẹ cái áo vest mình lấy cái váy nè, vì mình thích tặng nè, vì mẹ thích nên tặng nè. Chị Phan, ok có gì mua thêm. Nhưng mà hôm bữa là em like em báo giá lộn á, chứ cái đó chị Hiệp Phan cầm về, chị Hiệp Phan thấy em bán giá đó có phải là rẻ quá không chị Hiệp Phan? Em báo giá lộn á, nên là hôm đó ai mua quần áo trong hôm đó là hên lắm luôn á. 600 mấy không á, mà là đã sale là còn 600 mấy rồi mà cứ bán lộn quá. Chị Hiệp Phan cầm cái đầm lên để chị Hiệp Phan thấy tức chất lượng hẳn chị Hiệp Phan ha. Khách hôm nay mới có mấy người được nhận được đồ xong khen nức nở luôn, hỏi em ơi còn về chuyến nào nữa không, để báo chị sớm chị coi like chị đặt. Mấy chị mà đi ra ngoài á, em nói thiệt với mấy chị là quần áo không có giá đó đâu, giá cao lắm kìa, cao mà chất ngất luôn. Có ai muốn mua gì nữa không, comment giùm bé anh rồi bé anh lên luôn, bé anh sale luôn. Đẹp cực sự đẹp luôn, khách ghé shop người ta toàn là phải mua thêm, không mà lỡ bán cái giá đó người ta coi like người ta chốt cái đó giá đó, like qua hôm sau là không có giá đó đâu. Nên mấy chị ơi ráng tậu thêm cái dòng U Linh ngũ sắc cho đủ bộ nè, Minh Anh, chị Mai Nguyễn. Ok, để tối nay thôi, tối nay hẹn lên like. Giờ mấy giờ đi nghỉ sớm? Đi nghỉ sớm, bây giờ đi làm dòng đẹp nè, bây giờ bé anh đi làm dòng đẹp nè, tối nay bé anh lên like nè. Hôm trước em tặng chị dây tiều hu đỏ mà hồi đeo không vừa, em bán cho chị, em bán cho chị dây đó đeo không vừa em bán. À chị Đồng Nhi Lam, cái dây đỏ đó hiện tại là hết rồi, cái lộn quên, không phải hết,
xỉ lấy, nhưng mà có cái dây nhưng mà nó chỉ là cỡ đó thôi vì nó là dây phi size. Thông cảm giùm em anh. Mang vi sinh bao nhiêu em hết mang vi sinh luôn chị Thuận ơi. Thuận Nguyễn ơi, có gì lạ không? Có nhiều cái lạ lắm. Tối nay áo mặc tôn dáng đẹp lắm. Chị Thi Hùng Trang Lê ơi, giờ cho em anh xin phép em anh ngắt like nha. Tối nay em anh lên vòng, bây giờ em làm vòng nè. Giờ em làm vòng thủy nè. Không, tại vì khách mệnh thủy nhiều quá. Tối nay chị đi công việc không có coi được chị Thi Hùng Trang Lê, em cũng bó tay luôn rồi. Giờ mua dòng hả? Giờ mua dòng, giờ chủ nhật đi Minh Anh, tại mai đi chùa rồi. Ok chị Hiệp Phan. Bây giờ em nói thiệt với mấy tình yêu luôn là dòng thủy còn ít lắm, dòng thủy khách thủy ghé shop lấy nhiều lắm. Thủy là lấy thủy là có mấy cái dòng này nè, thủy là có Thạch Anh tóc đen được không? Chị Bùi Trương Trương Bùi một trà bữa nữa. Nói chung là em không biết mấy chị cứ lấy làm sao, mấy chị lấy đủ đơn là em tặng cho coi chút đi mà chị thì... Ok, nghe giọng thấy thương quá à. Chị Lý Nguyễn Thị nó dắt giọng mới buồn, trời ơi sorry Lý Nguyễn Thị nhiều nha. Mới bị khách chửi luôn, mày chốt cho tao đã trên like sao mà mày không có hàng mà bán cho tao. Đây đây cho coi nha, cho coi chút đi rồi ok cho coi luôn, cho coi luôn. Tại biết sao không tắt like sớm để còn đi làm vòng cho khách nữa, khách đặt hàng nữa, còn phải làm tiếp nữa, ngày mai là khách sỉ chưa xong nữa mấy chị. Chủ nhật đi đơn ok chị Hiệp Phan, do đi chùa ha ok chị luôn. Cái này là thủy nè, đó thủy em được mấy mẫu nè, đó đẹp lắm luôn, rất là sang. Cứ coi đi mấy chị, ghiền Minh Anh rồi. Chị Thi Hùng Trang Lê cảm ơn tình yêu nhiều. Khách em á, có chị mua dòng á, mới khách mới thôi mà mua cả hơn chục triệu tiền dòng rồi đó mấy chị, mà vẫn khen là đẹp quá. Đồng đó bao nhiêu em, dòng đó, dòng này cao rồi nha, dòng này là Thạch Anh tóc đen, dòng này là Thạch Anh tóc đen, cái dòng này là dành cho thủy, Thạch Anh tóc đen, mà bản này là bản đá VIP, bản này là bản đá VIP. Một chiếc này hôm bữa bán nhiêu quên rồi, chiếc này có 3 triệu mấy à, 3 triệu mấy nè, bữa chị nào ghé shop á, 3 triệu 8, 3 triệu 9, 3 triệu 8, 3 triệu 9, giờ sale nhiêu đây? Hôm bữa ai mua Hồng Gấm Trương Thị phải không? Mua 3 triệu 8, 3 triệu 9 lận á. Giờ bán nhiêu đây? Sale nhiêu mấy chị ơi? Sale một chiếc cho đi xuống nha, trời ơi thấy thương chị ghê vậy. Thích dòng quá mà tối đi công việc rồi nên không coi like được. Giảm cho chị đi mà. Dạ em giảm. Thôi em giảm nè, đợi nãy giờ coi từ đầu lên cuối buổi rồi mà không có mua được cái dòng. Thôi giảm tặng cho cái dòng ha. Thạch Anh tóc đen bản VIP luôn. Bản này là đá đẹp nha mấy chị nha. Và bản này là 8 ly à. Chị cảm ơn mấy chị yêu của em rất là nhiều. Đây cho coi nè, cho coi lại đằng sau nè. Giảm nhiêu đây, hôm nay ra lọc nhiêu đây? Hôm nay da lọc bao nhiêu đây? Thôi hôm nay da lọc lớn đi. Da lọc mấy chị 1 triệu luôn, 2.800.000 đồng chiếc này đi. Là ra lọc là 3.8 triệu, ra lọc 1 triệu là còn 2.8 triệu, là còn không muốn gì nữa. Dòng này dành cho khách mệnh thủy. À đúng rồi chị, dòng này khách mệnh thủy. Người ta nói là kim sinh cho thủy, đất trời sinh cho thủy. Nhưng mà các chị ơi, thủy mà gộp với thủy, nước nhỏ mà gộp với nước lớn là thành đại hà thủy luôn, là nước lớn luôn. Nên cái này mạng thủy đây là màu bản mệnh, Thạch Anh tóc đen là màu bản mệnh của những người hành thủy luôn. Các chị đeo rất là tốt, ai lấy comment luôn. Mã này cho em là 2.800.000 đồng cho em chiếc vòng này đi. Vòng này là vòng VIP nha mấy chị nha, chứ không phải vòng thường. 2.8 triệu. Vòng mã 1 giúp em mấy chị nha, 2.800.000. Cái này là có Thạch Anh tóc đen bản VIP và lại này là lại 8 ly. Lại này là lại 8 ly. Nếu mà mấy chị đi ra ngoài thì nó sẽ bán rất là đắt. À, nhưng bớt thêm chốt cho chị đi, nhưng bớt thêm chút nữa đi, em chị hết tiền rồi. Có mấy sợi dây chuyền bị đứt á, có dịp ghé Minh Anh mua mấy khoen tròn nhỏ. À, nói lại á, Minh Anh có khoen tròn luôn. Khách nhà em sỉ mua nhiều lắm, có khoen tròn. À, Quỳnh đâu rồi? Quỳnh coi đúng giờ bận thì đi về đi nha, tao không ép mẹ lại đâu nha. Thôi được rồi, ra lọc thêm cho chị cho nó tròn. Tính chẳng Thi Hùng Trang Lê 2.500.000 luôn, chơi lớn luôn đi,
2.500k nha chị nha. 2.500.000 luôn. Thấy coi like nãy giờ từ bầu buổi cuối buổi rồi. Thôi ra Lộc lấy tặng 2.500.000 dòng VIP. Dòng này mà mấy chị đi ra ngoài người ta bán đắt lắm mà nha. Cứ tham khảo hết giá rồi hãy mua về bên em. Em không bao giờ giật giật khách hàng ở đâu về đây hết. Nhưng mà khách phải nói khách công nhận, khách mua nhiều nơi nhưng mà em bán rẻ. Mà em còn bán rẻ là nói thiệt là like này em có thì cũng mệt rồi. Thôi bán tặng đó, lấy Lộc 2.500.000 đó. Rồi ok. 2.500.000 Hôm sau mà có Lộc là ủng hộ nữa à nghe. Hôm sau có Lộc mà quên em đi là em giận luôn à. khách em không phải em giận cái chị đó, không phải em giận, em không bao giờ giận khách hàng. Mà đợt chỉ mua hàng, chỉ nhà chị không có Lộc. Em tặng thỉnh cho chị cái chiếc vòng cái ốc anh Vũ 5.000.000 cái xong rồi bây giờ chị trúng số được 4 tỷ xong rồi bữa giờ không thấy chị mua nữa luôn. Hay mất tiêu luôn rồi. Ok vậy chốt một chiếc. Ok chị Thi Hồng Trang Lê, hôm nay rằm các chị tạo phong thủy rất là hên. Rằm mà rằm tháng giêng nữa là rằm một cái đầu năm mới là mọi thứ đều suôn buồm thuận gió. Bởi vậy em mới nói hôm nay ai mà mua ốc anh Vũ là hên. Nhưng mà ốc anh Vũ cặp hiện tại hết hàng. Ốc khối cũng hết hàng luôn. Ồ, ơi nhắc mới nhớ. Ốc này ai trả về vậy? Hay ở đâu ra vậy? Sao thấy có một con vậy? Hai con trả về, ba con trả về. Ba con trả về đâu? Đưa ốc đây cho coi. Đưa luôn. Vậy chốt một chiếc. Ok Thi Hùng Trang Lê, bỏ Thi Hùng Trang Lê luôn. Ốc trả về là khách bơm hàng, mua ốc anh Vũ mà bơm hàng nữa coi buồn không? Ốc anh Vũ mà bơm hàng nữa coi buồn không? Chị đó lên hương rồi nha, chị đó lên hương rồi nha. Lên hương xong rồi không thấy đâu luôn. Trúng số được 4 tỷ đó, hai tờ độc đắc đó chị Phan. Trời ơi, em nói chứ em không hiểu sao mà em tặng là dí khách rồi khách lấy hên lắm rồi nha. À, rồi bây giờ bé anh nè. Đó, khách ốc anh Vũ nè, hồi trước Tết nè, đặt hàng mà bơm nè, ốc anh Vũ mà bơm là không có lọc đâu, em anh nói trước. Mua quần áo em bơm em cũng không giận, mà mua ốc bơm là em giận. Tại vì sao? Ốc người ta giành giật quá trời không có người bán nữa. Mà khách đặt hàng cho đã xong rồi khách không lấy, tốn tiền cước em giao nữa. Có dòng nào giá mềm hơn nữa không Minh Anh, chị Nguyễn My? Dạ từ từ để bé anh lên luôn ha. Thôi Nguyễn My ơi, rảnh tối nay lên coi live đi, nói thiệt. Tại vì giờ em còn quá trời đơn dòng, em chưa có làm xong cho khách nữa. Hẹn mấy chị lên live. Em ngày sáng mai em chốt đơn, sáng mai em với nhân viên chốt đơn ha. Ốc anh Vũ cọc cục nguyên khối nè, hôm bữa chị nào hỏi nè, đặt trên live luôn nè. Hôm bữa là bán 800.000 đồng là về nha. Bây giờ hết hàng là không giảm đâu, nhưng mà thôi lỡ rồi giảm như hôm bữa luôn, 500.000 một cụ ốc luôn đi. Nếu chị nào có nhu cầu cần thì có thể đặt. Còn được 3 cụ 123 là hết hàng luôn. Ai lấy thì comment ghi cho em là cụ ốc nguyên khối 500.000 nha. Mấy ai comment gì, chị Vũ Trần comment gì đâu rồi coi coi. Đứa điện thoại đọc giùm đi. Điện thoại nó bị lát rồi, nó không thấy được comment của khách, tức ghê vậy đó. Ai lấy ốc thì comment 500.000 đồng ra giá lọc luôn, 500.000 đồng một cụ. Còn gì nữa không? Đưa đây em coi coi. Hết tuần hoàng máu chị Hải Cương ơi, còn bổ gan với nội tiết tố. Bổ gan còn ít luôn, nội tiết cũng còn ít luôn. Chị nào mới nhắn tin nè, không thấy đọc được. Tối nay nha, tối nay lên coi phong thủy đi. Ốc anh Vũ tối nay lên coi phong thủy đi. Ốc anh Vũ còn được 3 cụ đó. Chị nào có đặt thì đặt trên like giùm bé anh. Là bao nhiêu quên rồi? 500k nha mấy chị nha. 500.000 đồng thôi. Trúng 4 tỷ là đại gia luôn. Đợt trước chị ở nhà thuê à. Lần trước chị có công ty nhưng mà chị làm ăn á, với lại bị người âm theo nữa nên là chị bị xuống. Cái xong rồi em chỉ nhiều cái lắm, cái xong rồi chỉ trúng được vé số 4 tỷ. Xong rồi bữa giờ không thấy coi like, không biết là có không thấy em nữa hay là bận nữa không biết. Tối nay có gì bé anh lên cho chị xem với nha. Ok thôi tối nay hẹn mấy chị 7:30 hoặc 8 giờ, có hai giấc em like thôi. Thôi 8 giờ cho chắc nha, 8 giờ đi ha. Tối nay 8 giờ lên phong thủy nha. Cóc được hả? Chị Thuận Nguyễn nói là 2 xương ngựa, 1 cao xương ngựa, cộng 1 sau hương ngựa nữa là 3 cao xương ngựa. Ok chị Thuận Nguyễn là chị lấy 3 thêm 1 xương ngựa nữa đó. Rồi chốt chị Thuận Nguyễn luôn nè. 1, 2, 3. Ban cóc này là hôm bữa khách đặt hàng xong rồi trả về phải không? Rồi đem lên luôn, tặng luôn. Còn 3 cụ ốc cho 3 người may mắn. Em nói chứ em nói thiệt, tao không có hàng tao mua nữa. Mua hàng ốc đừng có bơm giùm cái mất lòng.
một hai ba, còn được ba củ ốc, ba củ cốc. Cốc thìm thừ hôm bữa em tặng đó. À, thủy hai xương ngựa kia nha, ok chị đẹp luôn. À hai, vậy là chị đặt, à vậy là chị Thuận Nguyễn chị đặt hai xương khớp, tặng một hành ba và tặng và lấy thêm một cao xương ngựa. Rồi ok chị đẹp luôn. Rồi bây giờ cốc thìm thừ ha, bữa nhà bé anh có bán một củ cốc thìm thừ như này, cốc đi kiếm tiền. Sáng là nó đi kiếm tiền, tối là nó đem tiền về cho chủ. Cốc thìm thừ là mình đặt, mình quay cái đít cốc ra ngoài, mình đặt cái miệng cốc, mình hướng vô ông địa ông thần tài. Lấy cốc thìm thừ vừa lấy lọc được của hai ông mà còn không bị ra tiền cho gia chủ nữa. Một củ này nhà em anh bán bao nhiêu tiền khách mua hàng là biết rồi. Đợt trước em sale trên live là 500 ngàn một củ cốc thìm thừ. Nay bé anh tặng luôn. Mua một củ ốc nguyên khối tặng một cốc thìm thừ, chơi luôn, còn được chơi 3 củ. Chơi lớn nha chị Minh, chị nha, còn 3 triệu may mắn thôi à. Mua một củ ốc 500k tặng một củ ốc thìm thừ nha. Này là khách bơm hàng đó chứ không phải em còn hàng để tặng đâu, em hết cốc rồi đó. Đó, 3 củ cho 3 con cốc. À, Minh Anh ơi, chị gửi số đo qua Kinh Ly rồi. Ok chị, lát chị sẽ tin nhắn chị Vũ Trần làm cho nó đúng cm cho chị nha. À, cốc củ ốc nguyên khối như thế này em đang cầm trên tay là bao nhiêu quên rồi. 500k nha mấy chị nha. 500 ngàn tặng một cốc thìm thừ. Nhớ giùm mấy anh không tính vào trong đơn hàng 2 triệu đồng nha mấy chị nha. Lưu ý nha, vì cái này là em đã tặng rồi nên là không tính vào trong đơn hàng thìm, đơn hàng 2 triệu đồng nha. Nên khách hàng mua hàng lưu ý nha. À, chị Nguyễn Hằng lấy một củ ốc cho chị Nguyễn Hằng rồi ghi tên luôn. Chị Ngọc Mít một củ ốc cho chị Ngọc Mít luôn. Rồi chị Minh Ngọc một củ ốc luôn. Rồi hết ốc, hết cốc, hết hàng. Xong, còn được 3 cái 3 người thôi, hết hàng rồi. Đây, hết luôn rồi. Ngọc Thái ơi, bé anh hết luôn rồi. Chị Liên Thủy ơi, hết hàng, khói qua cốc gì quên rồi, ốc nguyên khói. Mạng kim là phong thủy gì em? Mạng kim mà muốn ra lọc hết ốc rồi chế ơi. Mạng kim mà muốn ra lọc thì nên đeo thổ, thổ sinh ra cho kim. Còn cá chép không Minh Anh, cá chép hết hàng luôn, hết hàng rồi, một tháng hơn nữa mới về cá chép đợt mới. Hiện tại cá chép hết hàng. Mệnh kim phong thủy tốt là thổ sinh cho kim, thổ sinh cho kim nha mấy chị nha. Vì kim á, nó là những cái quặng kim nè, khai thác kim nè, nó cũng nằm ở dưới trong lòng đất, thổ nó bao bọc của hành kim. Nên kim là một cái mệnh của sinh gọi là đất trời luôn. Đất vừa nằm trên đất nhưng mà khi mà nó được khai thác là nó sẽ nằm ở trên trời. Nên người ta nói những chị nào á mà mình mệnh kim, mình đeo đá phong thủy có màu vàng, màu vàng nè, màu vàng ánh bạc cũng tốt nè, thạch anh tóc bạc nè, đeo đá mặt trăng, thạch anh trắng, nói chung là màu sắc là màu vàng. Màu vàng là màu tương sinh, vàng nâu là tương sinh. Còn màu bản mệnh là màu trắng xám ghi. Còn màu chế khắc là màu đen. Màu chế khắc là màu đen nha. Kim sinh cho thủy, chế khắc là màu đen và màu xanh dương. Còn màu tương khắc là màu mộc. Màu tương khắc là màu mộc. Màu tương khắc là màu mộc và hỏa. Màu tương khắc là mộc và hỏa. Lửa nó cũng sẽ nung được lửa nó cũng sẽ nung được kim. Lửa mà vô kim là cháy túi rụi luôn. Nên những người mà nói thiệt, vợ chồng mà cưới nhau, ông chồng mà mệnh kim mà vợ mà mệnh hỏa thì nha, là ông chồng là ông tắt đài luôn. Lúc nào bà vợ cũng cầm đầu hết. Kim là nó nung lửa mà nó nung lên mà lửa lớn nữa mà nung kim là thôi chảy luôn, không có tiền luôn. Nên là thôi, có gì hẹn mấy chị tối nay vô like nha. Tối nay nha các chị nha, 8 giờ tối nay live phong thủy. Hẹn các chị 8 giờ, bye bye tất cả các chị yêu. Chúc các chị một buổi chiều thiệt là vui vẻ luôn. À, mùng 1 tháng giêng, tối nay 8 giờ coi phong thủy nha. Bye bye mấy chị yêu của em ạ.